Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các bác nhé, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu các bác này. Đó. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Nhớ cộng ship vào nhá, đừng mặc cả nó mệt các bác nhá. Đó. Thì đây là các cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ các bác nhá. Đây, em sẽ test cho các bác xem cái con mũ lưới này luôn các bác này. Đây, đấy. Đập đi, đập thoải mái đi, đập nhiệt tình đi, đập vô tư đi, đập mạnh tay lên các bác này. Đấy, đập vô tư đi. Anh em thấy không? Đấy. Không có hề có một vết rạn nứt gì luôn nhá, một vết xước cũng không có nhá. Đấy, đập đi các bác này. Hai con đập vào nhau này. Đấy, đập mạnh lên nhá. Đập trên không được thì để dưới đất đập nhá. Đập đi anh em ơi. Đập đi anh em ơi. Đập mạnh lên anh em này. Đập mạnh lên anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Đấy. Rất là ngon lành cho anh em luôn. Một con mũ lưới như này, hàng thì của Mỹ cơ nhá. US của Mỹ này. Đây, American này. Đấy, American, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. American nhá. Đập cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, đập thoải mái, đập bong tay luôn không hề vấn đề gì nhá. Có đai cho các bác có thể là thu gọn vào để mình đội nó rất là đẹp nhá. Và có cái phần lưới như này để các bác chùm lên, nó gọi là lưới ngụy trang đấy. Thì các bác muốn đeo lưới thì đeo, mà không đeo lưới nữa thì mình bỏ ra, nó cũng rất là tiện ích thôi. Cái lưới này nó sẽ có chun, thì các bác về các bác chùm vào như này cho em. Đấy, chùm như này cho em này. Đấy, thì một con mũ lưới như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 150.000 cho con mũ lưới này thôi. Đấy, về nhà các bác chùm cái lưới này vào cho em. Đó, các bác chùm cái lưới này vào cho em này. Con này thì khá là tiện ích rồi, các bác có thể dùng để mình con này thì các bác về mình đi xe máy tham gia giao thông cũng được, không có vấn đề gì cả. Các bác em thấy nhiều người người ta mua về để đi xe máy tham gia giao thông cũng ok. Cảnh sát giao thông cũng trông thấy thì cũng sợ luôn các bác nhá. Đấy. Trông thấy cũng toát mồ hôi ra luôn. Đấy, đeo vào rất là đẹp con này. Đeo vào nó sẽ là hình lưới như này rất là đẹp luôn. Đó, thì anh em các bác có thể dùng để mình đi tham gia giao thông cũng ok thôi, chả vấn đề gì cả các bác nhá. Đấy. Nếu mà cảnh sát giao thông nó ý kiến thì các bác lôi cái mũ này ra. Đấy, với lấy một cái mũ bảo hiểm đều các bác hai cái đập vào nhau, cái nào vỡ thì ăn tiền nhá. Đấy, tôi đội là thực sự chứ không phải là tôi đội cho nó chống đối nhá. Đấy, cho nên là rất là ok luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Mũ lưới giá sẽ là 150.000, 150k cho con mũ lưới như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con mũ lưới này. Rất ok cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì đầu tiên em lên cho bác cái bơm 1 ti này. Đấy, bơm 1 ti. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100 cành cho một con bơm 1 ti như này. Con này nó sẽ bơm được là 7 cân nhá. Bơm được 7 cân. Và nó rất là nhỏ gọn luôn. Các bác có thể để cốp xe này để mình có thể là đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đi du lịch hay là đi đâu cũng được. Đấy, các bác có thể mang theo. Có xe máy thì mình bỏ cốp xe máy để mang theo để tránh cái việc là khi mà mình bị hỏng xe dọc đường hoặc hết hơi thì các bác có thể bơm vào cho em. Thì lên cho em là con này là bơm 1 ti nhá. Đấy, thân xương khung xương của nó bằng thép cực kỳ dày dặn chắc chắn. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Dalisen của Nhật này. Đấy, chuyên để bơm xe đạp, xe máy ok hết nhá. Giá sẽ là 100k. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con bơm hàng của thương hiệu Santalay này. Đấy, Santalay của Nhật. Con này thì nó sẽ là dòng 2 ti cao cấp hơn một chút, 250.000, cũng bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có thêm cho các bác là đầu bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại bơm luôn các bác nhá. Đấy, con này thì bơm được cả ô tô. Đấy, bơm được cả ô tô nhá. Đấy, bơm được cả ô tô thoải mái luôn. Xe con hoặc là những cái dạng xe tải nhỏ là ok. Dung tích của nó là lên tới 10 kg hơi cho nên các bác bơm thoải mái. Giá thì sẽ là 250.000 cho một con bơm 2 bơm 2 ti như này. Con này thì các bác lên cho em là bơm 2 ti, giá sẽ là 250.000. Khung xương của nó thì sơn tĩnh điện cực kỳ dày dặn chắc chắn, bên dưới thì có cao su lót nhá, chống trơn trượt nhá. Đó, và thân bơm này bằng inox này, thân bơm bằng inox này. Đấy, và có đồng hồ, có số đo báo chính xác, bơm cực kỳ khỏe cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 250.000 cho con bơm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nạo 5 món này. Có lên cho em là nạo 5 món nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 món như này. Thì nó sẽ có cho các bác là con này thì vừa làm dao, vừa làm nạo, vừa đánh vảy cá được luôn. Con này thì nó sẽ là nạo hai mặt này. Đấy, con này thì các bác dùng để tạo hình hoa này. Con này thì các bác dùng để gắp bát, gắp đũa này. Và con này thì các bác dùng nó cũng là một con nạo hai mặt. Con này thì nạo ngang và con này nạo dọc. Thì tùy theo các bác thuận tay nào mình dùng cái đấy cho em. Giá thì sẽ là 70k nhá. Lên cho em là nạo 5 món này. Nạo 5 món. Giá của nó sẽ là 70k cho một cái bộ nạo 5 món như này. 70.000 nhá. 70.000 cho 5 món như này. Thì tính ra các bác cũng mua chỉ có mất hơn 10.000 cho một cái phụ kiện như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa inox nhá. Các bác lên cho em là đũa inox. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này.
Đấy, bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 đôi đũa bằng inox 304. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, inox 304. Sáng bóng đẹp, dày dẫn chắc chắn. Và đây, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức luôn. Su 304. Đầu đũa thì có đánh nhám chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000. 55k cho một vỉ đũa của thương hiệu Winling của Đức như này nhá. Đấy, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 55k thôi. Các bác lên cho em là đũa inox nhá. Đũa inox giá sẽ là 55.000. Đũa inox này. Đũa inox giá của nó sẽ là 55k cho một vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác rồi, phẩm đó là cái đũa sứ nhá. Cái đũa sứ này thì một vỉ của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 đôi. Cũng là một vỉ 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đũa sứ này là bao nhiêu nhỉ? 60k nhá. Các bác lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ nhá. Đũa sứ giá sẽ là 60k cho một vỉ 5 đôi. Đấy, cái này thì khỏi phải bàn rồi. Độ sạch, độ đẹp của nó thì khỏi phải bàn rồi. Con này thì chỉ có lưu ý các bác là khi sử dụng thì mình tránh va chạm mạnh để nó khỏi bị gãy thôi. Đấy, thì bằng sứ nó hơi giòn một chút, nhưng mà dùng thì rất là tuyệt vời các bạn. Ưu điểm của nó là sạch này, kháng khuẩn này, nhanh khô này, đấy không sợ nấm mốc này, rất tuyệt vời luôn. Nhà mà các bác sử dụng mà giữ gìn được thì dùng con này nó rất là tuyệt vời. Nên dùng cái đũa sứ này, sạch sẽ, tiện dụng và an toàn. Đấy, bát thì mình ăn bát sứ thì mình biết rồi. Và đũa sứ nữa thì là chấm hết luôn nhá. Đó, combo bát đũa luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM này, hàng của thương hiệu Nokia, hàng nguyên đai nguyên kiện như này, mới tanh sầu lanh luôn, chưa qua sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này, giá chỉ có cho các bác là đi 230.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 230k cho một con điện thoại 2 SIM như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác lắp SIM vào, gọi thử và thanh toán giúp cho em. Đấy, bao gồm là một viên pin này. Đấy, một cái dây sạc, củ sạc này và một điện thoại như này. Combo cho các bác 3 món, giá chỉ có 230.000. Đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Nokia 105 nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM, giá sẽ là 230 cành cho một em điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví da bò nhá. Ví da bò. Con này thì chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, made in USA nhá. Đó. Và sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này. Màu đen, màu nâu như này thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Giá thì chỉ có 120k thôi. Con này thì về nhà các bác cứ chuẩn bị máy lửa đi nhá. Chuẩn bị máy lửa đốt thoải mái cho em. Đấy, đừng đốt vào cái chỗ có chỉ là được. Đấy, chỗ chỉ khâu thì mình đừng đốt. Đấy, chỗ giấy bóng này cũng đừng đốt. Cứ đốt trực tiếp vào cái mặt da này cho em này. Đấy, đốt thoải mái đi. Đấy, bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, made in USA này. Đó. Hàng ví da bò của Mỹ, cực kỳ cao cấp và cái giá thì rất hạt rẻ. Các bác lên cho em là ví da bò nhá. Ví da bò giá sẽ là 120k một chiếc. 120.000 cho một chiếc ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao, các bác lên cho em là dao con này. Dao gọt 2. Gọt 2 à? Các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá, hàng thương hiệu Watt Bồ cùng với con dao thái lọc đấy. Và giá thì sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một con dao gọt 2 như này. Đây, giấy bóng là giấy bóng dai này, giấy bóng dai nhá, kéo dai như này. Đấy mà còn dọc được như này là các bác biết độ dao bén như nào rồi. Con này thì chuyên để gọt hoa quả, cực kỳ là ok luôn. Lên cho em là dao gọt 2 nhá. Giá của nó sẽ là 80k. 80.000 cho con dao gọt 2 như này. Đấy, lên cho em là dao gọt 2 giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop còn cái con dao con này là cái gì? Bao nhiêu? Con này là các bác lên cho em là dao cai nhá, dao cai, hàng của thương hiệu cai đây các bác này, hàng thương hiệu cai made in Japan. Đó thì các bác lên cho em là dao cai nhá. Nó dao cai. Con này thì chuyên để thái nhá. Đấy, thái hoặc băm nhẹ cũng được. 120k, 120.000 cho một con dao cai như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có phủ đầu thì đầu dao này có bọc như này nhá, có bọc như này. Đấy, con này các bác chuyên dùng để thái này, thái hoặc là băm nhẹ cũng được. Mình nó khá là dày luôn. Băm thịt, băm riếc nhẹ nhàng rất là ok. Bản thì khoảng là 5 cm và chiều dài của dao thì khoảng 30 cm. Của thương hiệu Kai made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng của thương hiệu Kai thì các bác biết rồi. Rất chất lượng cho các bác nhá. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy. Dòng thì cũng là dòng siêu bén cho các bác luôn. Đấy, rất là bén, để em thử dọc dây bóng xem sao nhá. Đấy. Dọc dây bóng cũng ok luôn các bác này. Đấy, cũng ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái khay dán này nữa các bác này. Lên cho em là khay dán nhá. Con này bên em đang bán là 120.000.
thanh lý nốt cho các bác. Đường kính của nó là 20 cm. Con này hôm nay thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là, con này đang bán là 120.000, thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 90.000 nhá. 90.000 cho một con khay dán như này. Đó, thanh lý xả lỗ cho bác luôn. Lên cho em là khay dán này. Đấy, đường kính là 20 cm. Nó sẽ bao gồm là một cái khay và một cái rổ để các bác hứng mỡ này. Đấy, hứng mỡ xuống dưới nhá. Lên cho em là khay dán nhá, khay dán. Giá của nó sẽ là 90.000. Khay dán này, thanh lý nốt cho bác 90.000 cho một cái con khay dán như này. Rất tuyệt vời ông mặt trời luôn nhá, rất tuyệt vời luôn. Giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là khay dán nhá. Con này bằng inox nhá, bằng inox. Cực kỳ dày luôn. Cái này nó dày lắm, nó giống như cái đĩa cân đi nhưng mà nó rất là dày. Đấy, và giá thì chỉ có 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là kia bật lửa đại ca nhé con nhá. Đó, bật lửa đại ca. Đây. Đây sẽ là con bật lửa đại ca như này. Con này thì chưa có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Giá thì sẽ là 180.000 cho một con bật lửa đại ca như này. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, và có nút khóa này. Đấy, các bác mở như này thì mới bấm được nhá. Giá sẽ là 180.000 cho con bật lửa đại ca như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái, các bác lên cho em là ly rượu nhá, ly rượu này. Đấy, ly rượu đồng này, ly rượu đồng như này. Con này thì nó chỉ bằng hai ngón tay như này thôi, rất nhỏ gọn nhá. Giá sẽ là 30.000 cho một cái ly rượu đồng như này. Cái này thì các bác dùng để mình đựng rượu cúng này, hoặc là anh em có thể dùng để mình chén chú chén anh cũng ok, hoặc là dùng để làm đồ thờ, đồ trang trí đều được nhá. Giá thì chỉ là 30.000. Lên cho em là ly rượu đồng nhá, ly rượu đồng. Giá sẽ là 30.000 cho một cái ly rượu đồng như này, 30.000 cho một chiếc nhá. Rồi ok. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì shop Phạm Huấn lại tiếp tục về cho các bác một cái mã hàng rất mới nhá. Đó là cái con đèn H các bác nhá. Đèn H thì con này nó sẽ có cho các bác là một cái mã, nó sẽ là một cái mã là 4 màu như này, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh. Đó, màu đỏ, màu vàng và hai màu xanh như này. Đó, và các bác có thể dùng để mình đề co trang trí phòng trên ban công này, tường nhà, hoặc là trong phòng ngủ, khung tranh. Đấy, đều được hết nhá. Các bác muốn để vào đâu thì để. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, đề co trang trí cũng rất là đẹp. Và giá thì sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Thì các bác lên cho em là đèn H 4 màu và đèn H màu vàng. Đó, đây con này nó sẽ là con 4 màu con này. Con này con 4 màu này. Đấy, còn con này thì nó sẽ là con màu vàng. Khi các bác nhận được thì hàng nó sẽ là hàng không có ổ cắm nhá, không ổ cắm đâu, về nhà các bác đấu vào nguồn điện nhà mình. Và nó có 3 dây thì các bác loại cái dây vàng này đi cho em. Mình sử dụng hai cái dây này thôi. Cái dây vàng này các bác bỏ ra, dây vàng nó sẽ là dây âm thì các bác bỏ ra cho em. Đấy, và cắm điện vào là xong này đây. Đấy. Con này thì nó sẽ là nguyên màu vàng không nhá, nguyên màu vàng không. Đây các bác này. Đấy, con này thì sẽ là nguyên màu vàng không. Các bác thấy không? Đây. Nguyên màu vàng không, còn có con là con kia là sẽ là 4 màu. Thì các bác lên cho em là đèn H. Giá sẽ là 150.000 cho một con đèn H thế này. Đó, 150.000 nhá, 150.000 cho cái mã đèn H thế này. Đó. Chất liệu của nó thì con này của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Dùng nó khá là chắc chắn đấy các bạn. Đấy, bằng hợp kim. Bằng hợp kim nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mà có thể dùng ngoài trời được các bạn, có thể dùng ngoài trời được đấy. Con này có thể dùng ngoài trời được, các bác có thể để cột này, ngoài hiên nhất cũng rất là ok. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng là 4 màu nhá, dòng 4 màu. Một dòng là 4 màu và một dòng là sẽ là nguyên màu vàng nhá. Thì các bác lên cho em là đèn H này. Đấy. Lên mã giúp cho em là đèn H, giá của nó sẽ là 100 đây. Các bác lên cho em là đèn H nhá. Đấy, lên cho em là đèn H này. Đấy. Đèn H. Đấy, giá của nó sẽ là 150.000 một chiếc. Và có là đèn H 4 màu nhá, đèn H 4 màu và đèn H màu vàng nhá, màu vàng. Đó. Lên cho em đèn H 4 màu hoặc H màu vàng, giá sẽ là 150.000. Rồi ok các bác. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó, thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu, con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50 cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà
các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này. Bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần cái lồng này. Đấy, cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí deco ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1m nhá. Và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1m luôn. Đấy, dây sống vào 1m và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1m. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy, nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là... Đấy, đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các nhá, có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho các bác xem này, rất nhiều chế độ luôn.
Đấy em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên nháy xuống này, nháy ra nháy vào này, xoay đảo chiều rồi nháy gần nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này, rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con led ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó thì các bác lên cho em là led ngọc nhá, led ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này, và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này, rồi nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con robot hút bụi nhá. Đấy, các bác lên cho em là robot lau nhà cho nó dễ để tránh nhầm với những cái con khác. Đấy. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một con robot như này. Đấy, một con robot như này. Và con này thì nó đã có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo cho em cái cản pin này ra này. Đấy là mình sử dụng thôi. Rất là tiện ích nhá. Và các bác cứ quan sát đây. Đấy, đây là hàng nguyên đai nguyên kiện nhá. Đấy. Sạch sẽ sáng bóng luôn. Bây giờ em sẽ hút thử cho các bác xem nhá. Hút thử cho các bác xem luôn. Đó. Rất là tiện ích luôn. Con này thì các bác dùng để mình hút bụi. Các cái dòng bụi siêu mịn là nó hút rất là tốt luôn các bác nhá. Đây. Các bác chỉ cần bật công tắc lên này. Đấy. Máy chạy này các bác. Đấy. Đây. Đấy. Các cái loại bụi to, bụi nhỏ nhá, bụi siêu mịn nhá. Bắt hết các bác nhá. Đó. Và dòng này nó sẽ là cảm biến nhá. Đấy. Thì nó chạm vào chỗ nào mà có vật cản thì nó sẽ tự quay lại các bác nhá, tự quay lại. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Chỗ nào có vật cản thì nó sẽ tự quay đầu lại. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Đấy. Đấy. Đây. Con này em chỉ hút có khoảng 15 giây thôi và các bác sẽ được mục sở thị cái kết quả của nó ngay. Này thì hàng thật, người thật, việc thật luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Mới hút có khoảng mấy chục giây thôi mà cái độ bụi của nó này các bác này. Đấy. Những cái bụi mịn này thì nó rất là quan trọng, nhiều khi các bác không thể quét được những cái bụi mịn này đâu. Đấy, không thể quét được đâu, nhưng mà khi mà nó đã hút là nó sẽ hút vào hết nhá. Thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, và mấy con máy hút bụi như này, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là robot hút bụi nhá, robot hút bụi.
rất là hợp lý để cho các bác có thể sử dụng trong các cái không gian ở gia đình nhà mình, thì để hút bụi nó rất là tiện ích luôn. Con này thì các bác nên mua nhá, khá là hợp lý cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 120.000 cho một con robot hút bụi này thôi. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng trực tiếp ở trong gia đình nhà mình thì nó rất là tuyệt vời. Đó, rất tuyệt vời luôn. Đó. Và rất hợp lý nhá. Đấy, đây nó sẽ có thêm cho các bác cả những cái miếng dán này và một cái chân sạc này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, rất tiện ích luôn. Đấy. Các bác lên xem là robot lau nhà nhá, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, robot lau nhà này. Robot lau nhà nhá. Robot lau nhà, giá của nó sẽ là 120.000 cho con robot lau nhà như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bẫy chuột thông minh nhá, bẫy chuột thông minh. Đấy, con này thì hàng cực kỳ là nhạy luôn và rất là dễ sử dụng, rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là dùng hai tay nhất đều này là cho em, nó nhất đều này cho em này, đó nhất đều này cho em là khi mà con chuột nó chạy và sập bẫy. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con bẫy chuột thông minh như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 15k thôi các bác này. Đấy, sập luôn các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, các bác để này cho em này, đấy con chuột nó chạy vào là sập bẫy này. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá sẽ là 15k trong chiếc như này. Lên cho em là bẫy chuột thông minh nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là bẫy chuột thông minh. Bẫy chuột thông minh này, bẫy chuột thông minh. Giá của nó sẽ là 15k cho một cái nhá, 15.000 cho một cái. Đấy, 15k là cái bẫy chuột thông minh như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp đựng tam thông minh nhá, hộp đựng tam thông minh. Đây nó sẽ là cái hộp tam rất là tiện ích, về nhà các bác bỏ tam vào đây cho em. Tháo cái nắp này ra này, đấy bỏ tam vào đây. Và đây nó sẽ có một cái chân robot như này. Thì các bác cứ nhấp này là tam nó sẽ bật lên, các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó. Và giá của nó sẽ là 15.000 cho một cái hộp tam thông minh như này. 15k nhá. Con này thì cũng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là hộp tam thông minh. Giá thì chỉ có 15k thôi. Con này siêu tiện ích luôn để cho các bác sử dụng luôn nhá, hộp tam thông minh 15k. Đó, tiếp theo thì nay bên shop còn một ít cái rổ kèm cái rổ, các bác lên cho em là bộ rổ chậu nhá. Đấy. Cái này thì các bác lên cho em là rổ chậu nhá. Rổ chậu thì cái này nó bao gồm cho các bác là bộ rổ chậu inox. Đấy. Bộ rổ chậu inox, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 bốn cái chậu cả rổ như này, và có thể kèm thêm một cái rổ nữa. Đấy, một cái rổ này để các bác rửa rau này. Đường kính của nó vào khoảng là trên 20 cm, khoảng 25 cm. Đấy, thì cái này nó sẽ là cả rổ, cái này là cả rổ cả cái chậu như này. Còn lại là thêm cho các bác là ba cái tô nữa như này. Đấy. Thế là combo cho các bác là 5 món, tất cả 5 món. Đấy. Và giá thì hàng thanh lý cho các bác cái giá cực tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ chậu inox nhá, rổ chậu inox, giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 cho 5 món như này. Đấy. Lên xem là bộ rổ chậu inox, giá sẽ là 55k. Đó. Bộ rổ chậu inox này, bộ rổ này, chậu này. Bộ rổ chậu inox giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một bộ như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, nó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, con hổ bọ cạp đây. Đấy. Các bác lên cho em là thuốc trị đau xương khớp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau xương khớp cực kỳ tốt luôn. Đấy, các bác bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng, các bác dùng cái này cho em, rất tiện ích luôn. Đấy, và cái giá thì rất hợp lý cho bác nhá, một cái lọ thuốc trị đau xương khớp như này. Giá chỉ có cho các bác là 30.000 thôi nhá. 30.000 cho một lọ thuốc đau xương khớp như này. Đấy. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Bôi vào thì rất là mát luôn nhá, rất mát luôn, và các bác bôi rất là tốt luôn, rất tốt luôn. Đấy. Rất mát và đánh tan các cái phần mà các bác bị đau mỏi nhá. Đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy. Đấy, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 30k nhá. Xương khớp bọ cạp này. Xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 30k cho một típ như này nhá. 30.000 cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đấy, bác nào chuyên bị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, dùng cái này cho em. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái bóp tay không nhá. Đấy, nó sẽ là một cái sản phẩm để các bác dùng để mình tập thể dục tay nhá. Đấy, thì các bác dùng để mình luyện tay rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bác nào mà đang bị đau mỏi vai gáy, các bác dùng cái này cho em, dùng để mình bóp nhá. Đấy, bóp cái này, và nó cái này thì nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh cân nặng từ 60 cân lên từ 5 cân lên đến 60 cân, thì các bác có thể điều chỉnh ở đây, nó rất là tiện này.
Đấy, để các bóp bóp nhá. Đấy, mức thấp nhất của nó sẽ là 5 kg. Thì khi mà các bác bóp đây, bóp nó sẽ chạm vào đây này. Đấy, thì cái cơ thể tay của mình nó sẽ hoạt động này. Khi nó hoạt động thì máu huyết nó sẽ lưu thông rất là tốt luôn. Và đây nó có số đếm như này nhá, có số đếm như này. Một ngày các bác cứ bóp cho em là từ 3 đến 5 set, mỗi set từ 3 đến 50 chiếc nhá, 50 lần. Đó thì rất là tốt luôn. Đó thì các bác luyện cho em cả hai tay như này. Đấy, khi mình bóp thì nó sẽ giúp cho các bác là cái máu huyết nó lưu thông nhá, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bóp tay như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là bóp tay nhá, bóp tay. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên cho em là bóp tay này. Bóp tay, giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc bóp tay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Dòng này thì nó sẽ là loại to và giá thì sẽ là em lên cho bác cái chai xịt RP7 nhá, xịt RP7 này. Đấy. Con này thì khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, rồi là nói chung là rất là nhiều các cái công năng luôn, giúp cho các bác này sơ cấp cứu này. Đấy, đầy đủ các cái công năng của nó này các bác này. Đấy, ngưng tiếng kêu, cọ sát này, nới lỏng các bộ phận đã bị rỉ sét này, khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và hàng thì công nghệ của Australia nhá, bản quyền của Australia. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50k nhé. 50k. Đấy, nó sẽ là 50k cho một chai xịt RP7 như này. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là xịt RP7, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Thì cái bộ rổ vuông này sẽ bao gồm cho các bác là ba đôi. Đấy, ba đôi thì nó sẽ có cho các bác là ba rổ. Đấy, ba rổ và ba chậu, ba rổ ba chậu như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Thì bên em bán theo bộ như này nhá. Đấy, con to nhất thì đường kính của nó vào khoảng là 35 cm, xong đến con này là 25 cm và con này thì khoảng 20 cm. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá, giá của nó sẽ là 90.000. Đó, bộ rổ vuông. Bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, 90k cho một bộ rổ vuông như này. Thì cái này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng, để mình rửa rau, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Đó, giá thì sẽ là 90k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy đo huyết áp nhá. Đấy, con này thì vừa là đo huyết áp, vừa là đo nhịp tim, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, thì con này về nhà các bác sử dụng cho em cái pin con thỏ loại nhỏ nhá. Pin con thỏ loại nhỏ các bác lắp vào đây cho em. 1, 2, 3, 4 viên, 4 viên pin con thỏ loại nhỏ về nhà các bác lắp vào cho em. Đấy, lắp vào đây, sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là dễ sử dụng và tiện ích, để các bác có thể dùng để mình đo huyết áp, đo nhịp tim, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho một con máy đo như này. Đấy, về nhà bác nào mà chuyên bị tăng giảm huyết áp đột ngột thì nên có sẵn trong nhà, có sẵn trong nhà một cái con máy đo như này để các bác có thể tự mình kiểm tra được huyết áp luôn, rất là tiện nhá. Đấy, và các bác nên mua con này thì nó tốt cho sức khỏe và nó rất là cần thiết. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp này, máy đo huyết áp. Nếu con này các bác ra ngoài hiệu thuốc và mua, nó bán cho bác khoảng 400-500 nghìn, nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho bác giá chỉ có 260k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận về nhà thì các bác mua pin lắp vào và thử kiểm tra các bác nhá. Đấy, kiểm tra các bác có xác định mua thì mua pin trước đi. Đấy, cái này là không có pin nhá, không có pin đó. Và giá thì sẽ là 260.000. tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái đèn thần tài nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài. Thì con này nó về nó sẽ có màu đỏ, màu xanh, rồi có thêm cả cái màu màu ghi màu cà phê như này. Màu cà phê này nó rất là nhiều màu, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Trước khi sử dụng thì các bác bật cho em cái công tắc này lên này. Đấy, nó sẽ có cái công tắc ở đây. Các bác bật công tắc này lên, sau đó thì các bác chỉ cần chạm này là nó sẽ lên này, và có điều chỉnh chiết áp cho bác luôn nhá. Đấy, có tăng giảm chiết áp như này thì rất là tiện. Đấy, có tăng giảm chiết áp cho các bác luôn. Đó, coi theo. Đây, có tăng giảm chiết áp như này, rất là tiện cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy, và công tắc ở đây nhá. Công tắc ở đây. Bật thì các bác chạm nhẹ này nó sẽ lên này. Tắt này, bật này, tắt này. Đấy, cứ gõ nhẹ là nó sẽ lên luôn. Rất là tiện. Và cái giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn thần tài nhá. Đèn thần tài. Giá sẽ là 60k một chiếc. Có những cái về thì nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin của cho em là xong. Đấy, đèn thần tài. Đèn thần tài. Giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60.000 cho một chiếc đèn thần tài như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bát úp mì nhá. Đấy, thì nó sẽ là một con bát như này.
bát úp mì nha các bác nhá, bát úp mì. Đấy thì con này của nó sẽ là một con bát như này, một con bát như này. Đấy và cái nắp của nó khá là dày dẫn chắc chắn luôn, nắp khá là dày dẫn chắc chắn luôn các bác này. Đấy, nắp khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. Bên trong của nó thì là sẽ là bằng inox, bên ngoài bằng nhựa. Các bác có thể dùng để úp mì, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Cái nắp của nó rất là khít cho nên các bác mang đi mang lại nó rất là tiện. Bên trên là bát úp mì, giá sẽ là 50k. Đó. Bát úp mì này, giá sẽ là 50k nhá. 50 cành cho một con bát úp mì này thôi. Con này thì siêu tiện dụng luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, úp mì, pha mì, đấy, chế biến đồ ăn cũng rất là ok. Giá rất hợp lý, 50k cho con bát úp mì như này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho là máy rửa xe này, đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá, lên cho là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét thôi nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các bác nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Máy thì đã tét nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này, sau đó thì mình sẽ xoáy vào này, đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập vào đây nhá, sập vào đây cho em này, đó. Phương, và cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó, sập lẫy thôi, đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó, thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì biết cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Đó. Xịt rửa xe này.
Để xem. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước có khá là tốt như các bạn. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bạn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bạn. Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác một số cái nồi cơm của Cúc Cu cũng như là hàng của Sáp. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V hết, cho nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em để được tư vấn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái nồi Cúc Cu nhá. Hàng thì của thương hiệu Cúc Cu. Và hàng sẽ về theo lô và nó sẽ có các cái màu khác nhau các bác nhá, các màu khác nhau. Đấy, Cúc Cu hàng của Hàn Quốc đây, Korea nhá, Korea của Hàn Quốc. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và bên shop về thì nó sẽ có là về màu thì về theo lô. Nhưng mà nó cùng kiểu dáng, cùng kích thước, cho nên khi các bác nhận hàng thì các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Hết sức thông cảm cho em là nó sẽ có cho các bác là các cái màu khác nhau. Đó, còn là kiểu dáng và kích thước thì đều như nhau thôi. Hàng khá là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đây. Thì con này dung tích của nó là 1 lít 2 nhá. Con 1 lít 2 này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 390.000 cho một con lít 2 như này. Đấy. Khi các bác mở ra thì đây, bên ngoài của nó thì khá là dày dẫn chắc chắn này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng 1 lít 2. Con này 1 lít 2 thì sẽ là 390.000 nhá. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái nồi này. Nồi của nó siêu dày luôn, nồi siêu dày luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng sơn sơn giữ nhiệt nhá, sơn giữ nhiệt. Cho nên là cái nồi nó giữ nhiệt rất là tốt. Và nồi của nó thì nó sẽ là nồi dạng như là nồi vòm niêu đất như này, thì khi các bác đun thì nó sẽ là chín nhanh và giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đấy, và các bác đậy nắp này, nó rất là kín các bác nhá. Đấy, sách đi cũng rất là to và những cái quai của nó làm khá là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn các bạn. Đây, đây là cái phần nước thừa này. Đấy, phần nước thừa. Nói chung là hàng của Hàn Quốc thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy, và đây là cái dây cáp để các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Dây cáp. Đây, cắm vào đây cho em. Cắm trực tiếp điện 220V cho em nhé. Đấy, cắm trực tiếp điện 220V. Rất là tiện ích luôn. Đó, và con này thì công suất của nó thì nó sẽ là 1 lít 2. 1 lít 2 các bác nhé. 1 lít 2. Công suất của nó là 500W và sử dụng điện 220V nhá. Đấy. Và rất là ngon lành cho bác luôn. Dung tích là 1,2 lít. 1,2 lít như này. Đấy. Mâm đế của nó cực dày luôn. Đây. Mâm đế của nó rất là dày luôn này. Đấy, mâm của nó rất là dày luôn. Và vòm của nó là nó sẽ là hợp kim nhôm. Và nó sẽ là thuộc dạng vòm theo kiểu là gọi là theo kiểu gọi là niêu đất nhá. Giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Dung tích của nó thì con này của nó sẽ là 1,2 lít nhá. 1,2 lít thì các bác dùng gia đình 2-3 người, 4 người cũng rất là thoải mái luôn. Đó. Và có kèm cho các bác là cả một cái môi xúc cơm như này nhá. Môi xúc cơm như này. Đó, dung tích 1,2 lít. Đấy, thì con 1 lít 2 này thì các bác lên xem là nồi Cúc Cu. Nồi Cúc Cu 1,2 lít này thì giá của nó là nồi Cúc Cu 12 nhá. Cúc Cu 12 đi. Lên xem là Cúc Cu 12 này. Đấy. Cúc Cu 12 giá sẽ là 390k nhá. 390.000 cho con Cúc Cu 12 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái Cúc Cu này nó sẽ là 1 lít 8 luôn, 1 lít 8. Đấy, thì con này các bác lên xem là Cúc Cu 18 nhá. Đấy, nó sẽ là 1 lít 8 như này. Và cái màu của nó sẽ là một cái màu ghi nhạt rất là đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Mâm song mâm của nó thì khá là dày rồi. Song mâm của nó thì siêu dày rồi các bạn. Đấy. Con này với con kia thì nó như nhau thôi.
Nó sẽ là 1 lít 8 nhá, 1 lít 8 này các bạn. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn luôn. Đấy các bác nghe cái tiếng, nghe cái tiếng nhôm của nó kêu là các bác đã biết rồi. Đó, rất dày dặn chắc chắn nhá. Siêu dày luôn các bạn, siêu dày luôn. Đấy và nó sẽ là hợp kim nhôm. Và dòng của nó thì nó sẽ là bên ngoài thì sơn giữ nhiệt này, bên ngoài sơn giữ nhiệt, bên trong thì nó sẽ là tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy, một cái nồi cúc cu như này, giá thì sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho một cái nồi lít 8 như này. Nồi lít 8 này sẽ là 450.000 các bác nhá, 450k. Đó, lên cho em là nồi cúc cu 18 giá sẽ là 450.000. Đó. Các bác lên cho em là cúc cu 18 này. Cúc cu 18 giá sẽ là 450k nhá, 450k. Đó, cúc cu 18. Thì con này các bác lên cho em là cúc cu 18 nhá, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy. Rất chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Đấy. Nồi của nó thì siêu dày luôn nhá, nồi của nó siêu dày luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhá. Giá rất là tốt luôn. Đấy thì con này chỉ có 450.000 thôi nhá, 450.000 thôi. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá, 450.000 cho con cúc cu 18 như này. Đấy thì con này lên cho em là cúc cu 18, giá sẽ là 450k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái nồi cơm, đó là cái nồi của thương hiệu Sáp. Sáp này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật này. Đấy, nồi của Sáp đây, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nồi Sáp này thì của Nhật, còn nồi cúc cu thì nó sẽ là nồi của Hàn Quốc đây. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mở nắp như này. Và đây thì cái nồi cúc cu nồi Sáp này thì nó sẽ thêm cho các bác một cái khay hấp này, một cái khay hấp như này. Đấy, một cái âu đong gạo này và một cái dây cáp này. Rồi một cái âu xới cơm này, cái mô xới cơm này và cái mâm của nó đây. Đấy, nồi của nó đây. Nồi của nó thì cũng siêu dày luôn các nhá, siêu dày luôn. Đó. Nồi siêu dày như này. Đấy, siêu dày như này. Và con này thì nó sẽ là thuộc cái dòng là dòng quay sách như này nhá, quay sách như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Sáp nhá, hàng thương hiệu Sáp. Và cũng là dòng nồi cơ thì các bác dùng thì rất là tiện ích và nấu cơm thì siêu ngon luôn. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là điện 220V này, dung tích của nó sẽ là 1 lít 8 và công suất của nó sẽ là 900W nhá. Màu thì nó sẽ là cái tông màu trắng rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng này thì nó cũng về theo lô, thì có lô màu trắng, có lô màu đen nhá, có lô màu trắng, lô màu đen. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi các bác nhá, gửi màu ngẫu nhiên thôi, các bác cũng hết sức thông cảm. Đấy, hàng về theo lô, dung tích của nó sẽ là 1 lít 8. Và nồi này thì các bác lên xem là nồi Sáp nhá. Nồi Sáp giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái nồi cơm Sáp như này, giá của nó sẽ là 490 bao nhiêu nhỉ? Nồi Sáp bao nhiêu? 500 à, nồi Sáp này là 500 tròn nhá, 500 tròn. Đấy. Nồi Sáp này thì sẽ là 500k tròn nhá, 500.000 tròn. Lên xem là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp này. Đấy, nồi Sáp giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k tròn cho cái nồi cơm Sáp như này. Đấy thì con này thì dung tích của nó cũng là 1 lít 8 nhá, 1 lít 8 thì các bác có thể sử dụng. Các bác thích cái mẫu này thì lấy, mà thích cái mẫu cúc cu này thì lấy nhá. Cúc cu này thì sẽ là 450.000. Còn con nồi Sáp này thì giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái fit đun sôi nhá, hàng của thương hiệu cúc cu. Đó, hàng thương hiệu cúc cu. Con này thì dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ đây. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ này, sử dụng điện 220V này, 1300W và 50Hz nhá. Con này thì ngoài chức năng là đun sôi thì nó sẽ giữ nhiệt cho các bác luôn. Và con này thì ưu điểm của nó sẽ là tự ngắt nhá. Đấy, nó sẽ tự ngắt. Đấy, nó rất là tiện. Bên trong thì bằng inox 304 này. Đấy, và bên ngoài của nó thì nó sẽ có tính năng giữ nhiệt luôn. Và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ thì nôm na các bác sử dụng được đun thì nó sẽ vào khoảng trên 2 lít. Trên 2 lít một chút nhá. Đấy, và khi các bác xoáy nắp thì các bác xoáy vào cho em như này cho em. Đấy, xoáy vào như này. Đấy, xoáy nắp như này, sau đó thì mình sẽ dùng cái lẫy này để mình bóp, mình xả nhá. Khi mình rót thì mình xả này thì nó mới ra này. Đấy, vào đây. Con này của nó thì nó sẽ không có lẫy đâu. Thì các bác cứ đặt lên thôi, đặt lên là nó sẽ đun thôi. Và khi mà nước sôi 90-95 độ thì nó sẽ tự ngắt. Và khi mà nước nó giảm nhiệt thì nó sẽ lại nảy và tự ngắt liên tục như thế. Còn nếu các bác không thích là để vào nó mất an toàn thì các bác cứ để ra ngoài. Lúc nào cần nước sôi thì mình lại đặt lên. Còn không thì mình dùng để ra ngoài chứ em. Thì buổi sáng đến thì các bác, ví dụ các bác có muốn cắm nước thì các bác cho nước vào đây cắm. Sau đó thì mình không dùng nữa thì mình để ra ngoài. Và lúc nào mình cần tăng nhiệt độ lên và giữ cho nước nó lên 100 độ thì các bác lại đặt vào cho em. Đấy, hoặc các bác cứ để liên tục thì nó sôi và nó lại tự ngắt. Thì nó rất là tiện, thì lúc nào các bác cũng có nước nóng để dùng luôn.
và dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là Fix Đun Sôi nhá. Lên cho em là Fix Đun Sôi. Fix Đun Sôi giá sẽ là 180k nhá. 180k và bao ship cho các bác luôn. À 180k không bao ship các bác nhá. Xin lỗi các bác. Đó, giá sẽ là 180.000. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship. Đấy thì 180.000 thì các bác mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy xin lỗi các bác em nói nhầm. 180.000 và 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Đấy dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ như này. Đấy 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, Fix Đun Sôi 180.000, 3 lít cả vỏ các bác nhá. Lưu ý giúp cho em. Đó thì nó sẽ là một con ấm như này. Đây, khi bác nhận hàng thì hàng sẽ là thương hiệu Cúc Cu và 1300W này. Đấy và 3 lít cả vỏ này. Đấy rất là ngon lành cho bác luôn. Các bác có thể dùng để pha trà, pha các loại khác cũng đều ok hết nhá. Rất hợp lý cho bác. Chỉ có cho bác là 180.000 cho một con Fix Đun Sôi này thôi. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Thì các bác có thể liên hệ tới các bác số hotline của bên em. Rồi ok. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái mã nồi cơm, đó là cái nồi cơm mini các bác nhá. Nồi cơm mini. Đấy, hàng khi bác nhận được hàng thì nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo của Nhật nhá, Chigo của Nhật. Con này thì dung tích của nó cũng là 1.2 lít. Dung tích của nó là 1.2 lít các bác nhá. Đấy. Và đây nó sẽ là một con nồi mini như này. Đấy và con này thì mặc định của nhà sản xuất là 1.2 lít và có kèm cho các bác một cái môi sới như này nhá, một cái môi sới như này. Đấy, một cái môi sới như này. Thì con này là dung tích của nó là 1.2 lít. Đấy 1.2 lít các bác nhá. Đấy 1.2 lít cả vỏ. Chứ còn cái dung tích sử dụng của cái nồi bên trong này của nó thì chỉ có 800ml thôi nhá. 800ml thôi. Còn con này sẽ là 1.2 lít cả vỏ. Thì bên em gọi nó là nồi mini nhá, nồi cơm mini. Giá thì chỉ có 290.000 cái nồi cơm mini như này thôi. Con này thì nấu cơm siêu ngon luôn. Đấy và các bác dùng khi mà mình sử dụng ấy thì nó rất là tiện ích, nhỏ gọn. Đây, đấy, hàng cực kỳ là nhiều tem mác luôn. Đấy, chống hàng giả, riêng nói chung là rất là tiện ích này. Có môi sới cơm này. Đấy và có cho các bác là cái dây cáp cắm nguồn này. Đấy, đầy đủ cho bác như này. Thì lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con này thì nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn thôi. Và con này thì các bác sẽ nấu được khoảng một bò gạo nhá. Một bò đến hơn bò gạo. Con này thì dùng cho hai người ăn thôi. Hai người ăn thôi, nhỏ gọn. Đấy. Và dung tích của nó sẽ là 1.2 lít cả vỏ. Còn nguyên cái ruột này của nó thì nó chỉ có 800 thôi nhá, chỉ có 800ml thôi. Nên bên em gọi nó là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con nồi cơm mini này thì nó cũng có lô về màu đen, có lô về màu sữa như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đây. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nồi cơm mini nhá. Giá chỉ có cho các bác là con nồi cơm mini như này, giá chỉ có cho các bác là 290.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là nồi cơm mini. Đó, nồi cơm mini. Nồi cơm mini này. Nồi cơm mini giá sẽ là 290k nhá. Vậy là bên em sẽ có cho các bác là 4 mẫu nồi cơm, 4 mẫu nồi cơm. Một mẫu là nồi mini này, một mẫu nồi lít 2, một mẫu nồi lít 8 và một mẫu nồi của Sáp nhá, nồi của Sáp. Thì sẽ có các cái mẫu nồi như này thì các bác xem và lựa chọn và mình mua các cái sản phẩm của bên em. Rồi ok. Hello các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Đó. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái tăng đơ lược nhá, tăng đơ lược. Con này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 110.000 cho con tăng đơ lược như này, hàng của Nhật của thương hiệu Ichen các bác này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Con này thì cực kỳ là chất các bác nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có chức năng cho các bác là cắt tóc này, cạo râu này. Đấy các bác có thể dùng để cạo râu được luôn. Và có cữ đầy đủ cho các bác nhá. Có cữ, 4 cữ đầy đủ này. Có chân sạc này, một cái lược này, một cái lược như này và kèm thêm cho các bác là lọ dầu tra và chổi vệ sinh này. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và cái giá thì cũng rất là bình dân. Một con tăng đơ lược như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Đấy, có điều chỉnh cữ nhá, có điều chỉnh cữ như này các bác này. Đấy, từ 0.8 đến 2mm nhá. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh rất là ngon. Đấy. Và con này ưu điểm của nó cũng là dòng chống ăn da nhá, cho nên các bác dùng thoải mái luôn, không lo bị ăn da đâu. Đấy, tăng đơ thì chạy cực kỳ là khỏe và nó dùng pin sạc đây. Pin sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em. Đây. Đây các bác này. Đấy. Thông số của nó đây các bác này. Điện từ AC 100 đến 240V nhá. Đấy có chân sạc như này. Các bác cứ thế cắm sạc vào cho em là xong. Đó rất tiện ích luôn.
và máy thì chạy cực kỳ là khỏe, các bác dùng để cắt tóc cạo râu đều ok hết nhá. Đấy, và có tặng kèm cho các bác một cái lược luôn, hàng của thương hiệu iChen các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tăng đơ lược, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100, đưa ra cái quyển sách giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa các bác nhá. Đó, lên cho em là tăng đơ lược nhá. Đấy, tăng đơ lược giá của nó sẽ là 110k nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa 7 màu nhá, đũa 7 màu, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đôi. Đấy, 5 đôi. Mỗi đôi thì sẽ là một màu khác nhau. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc không nhá. Đấy, chống nấm mốc, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Và đợt này thì hàng về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, đũa sợi thủy tinh 7 màu như này, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu, hàng rất đẹp luôn. Hàng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc không nhá. Lên cho em là đũa 7 màu, giá sẽ là đũa 7 màu này. Đũa 7 màu, giá thì chỉ có cho các bác là 50k trên một vỉ như này thôi. 50.000 trên một vỉ 5 đôi nhá. 1 2 3 4 5, 50.000 trên vỉ 5 đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng đũa Nhật các bác nhá. Các bác lên cho em là đũa Nhật. Đấy thì các bác lên cho em là đũa Nhật đen nhá. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Đấy, đũa Nhật đen. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 trên một vỉ. Đũa này cũng làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C này, 200 độ C. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đấy, có cho các bác là đánh nhám, chống dính, chống trơn trượt cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, chống dính, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có 40k cho một vỉ 10 đôi như này thôi. Lên cho em là đũa Nhật đen nhá, đũa Nhật đen. Đó, đũa Nhật đen này. Đũa Nhật đen, giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi nhá. 40k trên một vỉ 10 đôi đũa Nhật đen như này. Con này thì dùng các bác dùng nó cũng rất là tiện ích luôn. Nó rất sạch sẽ, nhà có cỗ có bàn các bác dùng rất là ok luôn. Đấy, kháng khuẩn lên tới 99% và chịu được nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái sen quạt như này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này, và có cho các bác là một cái dây kết nối khoảng 1m2 đến 1m5 nhá. Combo cho các bác luôn. Đấy, cả sen cả vòi như này, cả sen cả dây như này. Đấy, không có giá đỡ. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 100k. Đó, lên cho em là sen quạt tăng áp này. Sen quạt nhá, sen quạt tăng áp. Giá sẽ là 100 cành nhá, 100k. Cái này thì không giá đỡ nhá. Đấy, không giá đỡ, cái này không có giá đỡ đâu nhá. Đó, giá thì chỉ có 100.000 thôi. 100.000 thôi, có sen quạt tăng áp như này và không có giá đỡ. Đây các bạn này. Lúc dậy lên mỗi lần đi tắm là một lần bụng bụng khó chịu. Trời hè thì tắm lâu gớt người, trời đông thì tắm nước trẻ bé nên hay bị lạnh. Có nhà anh chị nào ở đây mà có chung tình trạng như vậy mà chưa biết cách khắc phục không ạ? Nếu có thì dừng lại video này. Đây ba cái này. Đây. Với kinh nghiệm gần 25 năm cửa hàng điện nước thì đây là sản phẩm em thấy tốt. Hay rằng nó cái này là nhiều hơn. Cái này cái này rằng em khẳng định nước sẽ tắm nhà mình sẽ tăng áp từ lớp 3 đến. Đấy các bác nhá. Đấy. Với bộ cánh quạt động phía sau giúp điều áp mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Đấy, sen quạt tăng áp nó sẽ có cái cánh quạt này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Rất là ok nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông nhá. Lên cho em là bình tông, con này 100 mấy nhỉ? Các bác lên cho em là bình tông, con này thì 130.000. Dung tích của nó sẽ là 2 lít các bác nhá. 2 lít, 130.000 cho con bình tông như này, dung tích của nó là 2 lít. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn các bác ơi. Đấy, bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. 130.000 cho một con bình tông như này. Khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, inox các bác này. Đấy, inox các bác nhá. Đó. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là nắp liền quai luôn. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị thất lạc mất nắp nhá, thì nó rất là tiện. Xoáy ra xoáy vào có giòn. Và cái miệng này các bác dùng để rót rượu ra, chén chiết rượu ra thì rất là ngon luôn nhá. Các bác có thể mang nước đi học, đi chơi, đi làm này, hoặc là mang rượu, đồ nhậu yếc đi thì rất là ok. Lên cho em là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là 130.000. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là
một cái túi da như này để các bác đeo, mình mang đi học, đi chơi, đi làm hoặc đi du lịch, nói chung là đi đâu cũng được. Đấy, các mang nước, mang rượu, mang đồ nhậu đi, rất là ok. Có quai đeo như này rất là tiện này. Lên mã giúp cho em đó là bình tông, bình tông. Đấy, bình tông hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga đây. CCCP các bác này, hàng của Nga nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 130k cho một con bình tông như này nhá. 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mài dao có nhá, mài dao đầu bếp. Đấy, con này thì họ chuyên dùng trong bên Nhật thì họ chuyên dùng trong các cái nhà hàng có nhá. Nhà hàng thì họ chuyên dùng cái mài dao này, nó rất là tiện và nhanh. Thì ví dụ như là đầu bếp họ chỉ cần kéo này là xong nhá. Đấy, nó sẽ có số 1, số 2, số 3. Thì các bác cứ dùng cho em từ 1 2 3 mỗi cái, các bác kéo cho em từ 3 đến 5 lần. Đấy, và lần lượt từ số 1 đến số 3 như này là con dao của mình nó sẽ sắc bén luôn. Lên mã giúp cho em đó là mài đầu bếp nhá. Mài đầu bếp. Đấy, mài đầu bếp chuyên dùng trong nhà hàng mà. Đó, mài đầu bếp. Giá sẽ là 40k cho một con mài đầu bếp như này. 40.000 cho một chiếc mài đầu bếp như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá, máy thái rau. Đó. Nó sẽ là một con máy rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện các thứ cho các bác luôn nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác này. Thân máy các thứ đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đây, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây nhá. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó, một con máy đầy đủ các cái tính năng để các bác dùng để mình thái rau nhá. Đây, các bác này, lắp lưỡi vào đây cho em, lắp lưỡi vào đây. Đó, đây nó sẽ có cho các bác bộ lưỡi này. Giang giết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là máy thái rau nhá. Giá nó sẽ là 100k. Máy thái rau bằng tay 100.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì cái công năng sử dụng của nó thì khá là tuyệt vời và hữu ích cho các bác nhá. Đó. Lên cho em là máy thái rau bằng tay nhá. Máy thái rau bằng tay này. Máy thái rau này. Thái rau bằng tay nhá. Đấy, xoay bằng tay. Giá sẽ là 100k. Đấy, con này trước em đang bán là 80k nhưng mà đợt này nó sẽ lên là 100.000 nhá. Lên 100.000. Hàng nó lên thì em sẽ bán lên. Chợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với đào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian và thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến đó, món ăn lên cho em là máy thái rau, giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì nó sẽ là một con thước cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là 3 mực, mực đứng, mực vuông và mực nghiêng. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là đây, 3 con thước thủy như này nhá, thước thủy này này. Đấy, đo đứng, đo nghiêng rồi đo lệch này. Và có cho các bác là một con thước laser như này nhá. Đây, con laser như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện. Con laser này thì cũng khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, con laser này các bác này. Thì các bác có thể lấy mực nghiêng, mực đứng, mực nằm đều được hết nhá. Đó, đây. Con laser này thì dùng rất là ngon luôn đây các bác này. Đấy, các bác có thể đo dùng con laser này để mình đo nhá. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một con thước rút này. Một con thước rút 2m nhá. Đấy, thước rút 2m đây. Đấy, một con thước rút nữa này. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó, có thước rút này, có thước đo này, có thước đo 6 tấc này và thước đo 15 cm này. Đầy đủ các chức năng cho các bác cho một con như này. Thước laser nhá. Đấy. Laser thì nó sẽ có cho các bác là mực nằm này, mực đứng và đo lấy góc vuông. Đấy. Đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì một con thước laser như này giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi, 90.000 cho một con thước laser như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó. Thước laser này. Thước laser giá sẽ là 90k cho con thước laser này nhá. 90.000 cho con thước laser như này. Con này thì khá tiện ích cho anh em các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện thì giá chỉ có 60.000 thôi. Thì các bác sẽ nhận được hàng bao gồm cho các bác là một cái bộ 4 đầu bàn chải như này. Đấy, và một con máy này. Bây giờ các bác mua 4 cái đầu bàn chải như này đã mất đi 50-60.000 rồi. 15.000 là mất 60.000 rồi. Thế mà đây các bác mua cả bàn chải cả máy như này mới cũng mất có 60.000 thôi.
Đấy, cái này hết pin về nhà các bác cắm sạc pin vào cho em nhé. Đấy, cắm sạc pin vào cho em. Đấy, con nào hết pin thì các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, con này nó báo đỏ hết pin này. Về nhà các bác cắm pin sạc vào cho em. Dòng này thì nó để nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó sẽ hết pin, thì về nhà các bác cắm sạc vào cho em là được thôi. Đấy, chứ không có gì phải lan tan cả. Bên em thì vẫn là chương trình lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Cho nên các bác cứ yên tâm sử dụng trong vòng 10 ngày. Có lỗi gì bên em sẽ đổi cho các bác luôn. Đây. Đấy, xoáy vào cho em này, sau đó thì bật công tăng lên này. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhé. Giữ lì cái phím này cho em này. Đấy, giữ lì cái phím này cho em. Đó là ok. Đấy. Lô này thì hàng về gần như là hết pin tất rồi. Cho nên về nhà các bác sạc pin vào cho em là xong nhá. Đó, sạc pin vào cho em là xong. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cái bàn chải điện này thôi. Đấy, kèm cho các bác 4 đầu bàn chải luôn. Các bác dùng 1 năm là ok, mất chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá của nó sẽ là 60k. Tần suất dung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút. Dung cực kỳ khủng khiếp luôn. Thì nó sẽ làm sạch, làm trắng danh cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái tất hộp nhá. Tất hộp, một hộp này của nó là bao gồm là 5 đôi. Hàng của thương hiệu Nike nhá. Hàng thương hiệu Nike. Đó, một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi. Bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 80.000 cho một hộp tất này. 80.000 thôi nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp tất này này. Bao gồm cho các bác là 5 đôi. Theo các bác thoải mái lựa chọn luôn. Đó. Chất liệu của tất thì cực kỳ là dày dẫn luôn nhá. Rất là dày các bạn, rất là dày. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là dây chun ở bên trên như này. Đấy, co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, dày dẫn chắc chắn. Các bác đi vào mùa đông thì cũng như là mùa hè đều ok hết nhá. Lên cho em là tất hộp 5. Nó sẽ kéo màu đen và màu ghi nhá. Tất hộp 5. Lên cho em là tất hộp 5 nhá. Tất hộp 5. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000. Đấy, có màu đen và màu ghi nhá. Màu đen và màu ghi. Đấy, 80.000 trong hộp 5 đôi này thôi. Giá rất là hợp lý luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là kia bơm tẩu ô tô nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Toyota, nó sản xuất để tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đây, Toyota các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm vào tẩu ô tô và chỉ dùng được cho ô tô thôi. Còn những cái khác là không dùng được đâu các bác nhá. Các bác chuyên dùng cho ô tô nhà mình. Chuyên dùng cho ô tô nhà mình là ok nhá. Đấy, thì con này là gọi là bơm tẩu ô tô. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con bơm tẩu ô tô này. Đấy, về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô nhà mình ấy. Đấy, thì bác nào có ô tô con hoặc là ô tô tải thì biết dùng được, chứ còn các bác dùng bình thường là không dùng được đâu. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Toyota rồi và nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đấy, lên cho em là bơm tẩu ô tô nhá. Tẩu ô tô này, bơm tẩu ô tô giá là 180.000. Bơm tẩu ô tô giá sẽ là 180k. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng dưới 200 các bác lưu ý cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa các bác nhá. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá, sen cao su. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng vòi sen vừa là các bác dùng để mình tắm này. Đấy, tắm vừa dùng để massage được luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chức năng là tăng giảm và đóng ngắt luôn, tăng giảm và đóng ngắt nhá. Đấy, có tăng giảm cho các bác luôn, tăng giảm ở đây này. Đấy, rồi đóng ngắt nhá, đóng ngắt rất là tiện luôn. Và có các chế độ xả nước này. Và có cái đầu vòi cao su như này thì khi các bác tắm thì mình massage rất là tốt luôn. Đấy, massage cho cơ thể, tay, chân rồi các cái phần khác rất là tốt. Có dây dài khoảng là 1m2 đến 1m5 nhá. Và có cho các bác là sử dụng nóng lạnh đều ok hết nhá. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Có đóng ngắt trên tay và có điều chỉnh tăng giảm này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Made in Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật nhá. Đấy, thì combo sẽ bao gồm cho các bác là một sen và một dây như này. Đấy, không có giá đỡ nhá. Cái này không có giá đỡ đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có 95.000 cho cái sen cao su như này thôi. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su này. Sen cao su giá của nó sẽ là 95k nhá. Và không giá đỡ nhá. Không giá đỡ nhá. Đấy, không giá đỡ. Đấy, về nhà thì các bác tự mua giá đỡ của mình thôi. Cái này không có giá đỡ đâu. Giá sẽ là 95.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đấy. Gần đây có một chiếc vòi sen mà tôi rất thích sử dụng. Nút bấm tắt nước bằng một lần chạm thực sự tiện lợi. Thiết kế ngoại hình giống máy sấy tóc thật sự tuyệt đẹp.
Bàn chải massage bằng silicone mềm có thể dùng để tắm và gội đầu. Nó còn có một chế độ phun sương mịn màng. Cả trẻ em đều thích tắm rửa bây giờ. Trời ơi, thật là tuyệt vời quá. Tôi đã sẵn sàng hy sinh ăn uống trong một tháng chỉ để mua chiếc vòi sen này cho gia đình và bạn bè. Bởi vì chiếc vòi sen này thực sự rất tiện dụng. Nó có thể dễ dàng tạo áp lực nước thấp, cho phép bạn sống trong tòa nhà cao mà không cần lo lắng về vấn đề áp lực nước. Bạn có thể tắm rửa theo cách mình thích. Đỉnh chóp. Vòi hoa sen rất là tiện ích nhá, giá chỉ có 95.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên cho em là đèn mang sông nhá. Đấy, nó sẽ là một con đèn mang sông như này, con này nó sẽ sử dụng pin. Đấy, và rất tiện ích luôn, và pin và dây sạc nhá, có kèm dây sạc luôn. Lô này thì nó sẽ là về cái màu quân đội rất là đẹp như này. Đấy, có kèm cho các bác dây sạc. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi. Đây, sạc ở đây cho em. Và rất là chắc chắn luôn, ở đây thì bên trong của nó sẽ có cho các bác là một viên pin 18650 như này. Các bác có thể mua kèm pin nữa. Bên shop cũng có bán sẵn pin cho bác luôn. Pin thì sẽ là 30.000 cho một viên. Về nhà các bác có thể mua kèm pin vào. Đó, và đây nó sẽ là công tắc đóng ngắt này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, vừa là tắt bật này, vừa tắt bật vừa sử dụng trực tiếp luôn nhá. Đấy, tăng giảm này, tăng giảm và tắt bật cho bác luôn. Các bác có thể treo ngoài vườn, ngoài ban công, ngoài hiên, hoặc là sử dụng để ăn cơm. Đấy, khi mất điện thì mình có thể sử dụng rất là tiện. Và mưa gió bão bùng các bác có thể sử dụng được. Nó bằng LED cho nên là thời gian sáng của nó từ 3 đến 6 tiếng nhá. Đấy, từ 3 đến 6 tiếng cho nên rất là tiện ích. Thời gian sáng của nó thì từ 3 đến 6 tiếng nhá. Đấy, đèn LED cho nên nó sáng rất là lâu thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng, và có tăng giảm lượng sáng rất là tiện luôn. Và chất liệu của nó thì bằng nhựa nhưng mà nó rất là cứng cáp và chắc chắn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 125.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông này. Đèn mang sông, giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con đèn mang sông như này. Giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là khi các bác lên mã giúp cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, nó sẽ là một con lấy dây tai như này. Đấy, chọn bộ sản phẩm nó sẽ có cả đèn cho các bác luôn. Đấy, có đèn, có pin này, có hai đầu lấy này. Đấy, và về nhà các bác xoáy ra lắp pin vào cho em. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một cái như này, một cái thân như này. Về nhà các bác lắp hai quả pin con thỏ vào. Còn cái này thì nó sẽ có lắp pin pin gọi là lắp pin pin ấy các bác nhá. Đấy, lắp pin pin cúc áo thì nó sẽ có pin cúc áo lắp vào, và các bác chỉ cần bật lên cho em xong. Đây, bật lên nó sẽ sáng như này. Thì khi các bác sử dụng thì mình ví dụ như là mình lấy ở trong ngóc ngách này, trong khe tai này. Đấy, ví dụ em tắt đèn đi là các bác sẽ không nhìn thấy gì nhá. Đấy, nhưng mà bật đèn lên là các bác nhìn thấy rõ luôn ở trong tai như này. Rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện luôn. Đấy, nếu mà tắt đi là không nhìn thấy gì, tối om này. Bật lên này, rất sáng luôn. Và hai cái đều có đèn hết nhá. Hai cái đều có đèn hết thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng. Đây, cái đầu này cũng có đèn luôn, thì về nhà các bác chỉ cần là xoáy ra này. Đấy, xoáy ra, lắp cho em cái pin pin con thỏ nhỏ vào. Ở đây thì bên em bán là kèm hết cho các bác rồi, kèm pin biếc hết rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, lắp pin vào này. Đấy, lắp pin vào là dùng thôi, nó rất là tiện luôn đó. Và giá thì cực kỳ tốt nhá. Đấy, các bác lắp pin vào, nếu lắp không đúng chiều thì đảo chiều đi cho em là xong. Đấy, đảo chiều đi là nó sẽ lên thôi. Đấy, đảo chiều đi là nó sẽ lên. Giá thì rất là mềm mại cho các bác rồi, chỉ có 60.000 thôi, 60.000 nhá. Nếu các bác lắp không đúng thì đảo chiều đi cho em, đảo chiều đi cho nó lên là xong nhá. Đấy, rất tiện luôn đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn nhá. Cái này các bác lắp không đúng chiều thì lại đảo chiều đi, nó rất là tiện. Đấy, thì đây nó rất là tiện này các bác này. Đấy, bật lên nó sẽ có đèn sáng như này nhá. Có đèn sáng này các bác lấy ở trong tai này rất là tiện này. Đấy, tắt đi thì tối om này. Đấy, khi các bác bật đèn lên là nó lại sáng trưng, thì các bác có thể dùng để mình lấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đầu lấy như này, hai cái đầu lấy như này thì các bác xoáy vào cho em này. Đấy, xoáy vào để mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, đấy, đây nhá, bên trong này tối om các bác nhá, các bác cho vào cho em này. Đấy, sáng trưng luôn, thì các bác có thể dùng để lấy dây tai cho người lớn, cho người già, cho trẻ em, rất là tiện ích luôn. Và giá thì chỉ có 60 cành thôi, không thể tin nổi luôn. Một cái bộ combo như này bao gồm cho các bác là cả lấy dây tai gấp và cả lấy luôn, và giá thì chỉ có 60.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là lấy dây tai đèn nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một cái bộ như này. 60.000 cho một bộ như này. Đấy. Lên cho em là dây tai đèn này. Đấy. Dây tai đèn nhá. Dây tai đèn. Giá sẽ là 60.000 cho một bộ nhá. 60.000 cho một bộ lấy dây tai đèn như này thì khá là tiện luôn. Các bác dùng thì nó rất là hợp lý để lấy cho người già trẻ em. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đầu các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn. Đấy thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái đầu như này. Đấy, một cái đầu này về nhà các bác lắp vào cái máy
cắt tôn thì mình cắt này. Đấy. Rồi có cả phụ kiện cái thứ đầy đủ, lắp ráp thì rất là đơn giản thôi. Đấy. Lắp ráp rất đơn giản nhá. Đây, về nhà các bác lắp vào cái khoan mini hoặc là cái khoan cầm tay cho em. Để mình chuyên để cắt tôn thì nó rất là hợp lý. Đấy, lắp vào sẽ đúng như này. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin này hoặc là máy khoan điện đều ok hết nhá. Đấy, combo như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi, 140k. Lên mã giúp cho em đó là đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho một cái đầu cắt tôn như này nhá, 140.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Cắt tôn chồng mí cho anh em coi nè. Chứ anh em nói là cắt tôn đơn thì được, tôn chồng mí thì cắt ông đứt đó. Cắt cho anh em coi tôn chồng mí nó là vậy đó. Và cắt luôn inox cho anh em coi miếng này bảy em nè. Đó, cắt inox. Chứ anh em đừng có bao giờ anh em cắt inox mà quá dày, một ly mấy đâu cắt nổi nè. Này mình chồng mí mình cắt nó gấp ngay đoạn đầu nó cắt vẫn được. Đó anh em thấy không? Rất là dễ dàng luôn. Còn cái cách cắt tôn sống được hay không là cái tay của anh em lượng nữa. Đây nè, giới thiệu cho anh em một cái bộ đầu cắt tôn đời mới, bánh xe lớn ha, có thể gắn máy pin, gắn máy điện đều được hết nha anh em. Đó, gắn máy pin vô cắt tôn thì rất là đơn giản. Cái này nó cắt tôn một ly hai trở lại thì rất là ok luôn ha. Cắt tôn thẳng, cắt tôn sống đồ được nè, giúp tôn sống cho anh em coi luôn nè. Cái bộ này rất là hiệu quả anh em, nếu mình có máy pin hay máy điện rồi mua cái bộ này về xài. Cái bộ này có bộ đời mới, bộ đời cũ nha. Cái bộ đời mới á, là cái nhông của nó nằm vô trong và cái bánh nó lớn, cái bạc đạn nó lớn, cái hộp nó màu trắng. Còn bộ đời cũ là cái hộp nó màu đen nha. Nè đây hồng nhiên cho anh em coi nè. Đó, mẫu đời mới là nó hộp trắng đồ kiểu như vậy nè anh em. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan nhá. Mũi khoan thì đây nó sẽ là dòng các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen này. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng 1 2 3 4 5. Hộp 5 mũi khoan đen nhá. Bao gồm cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8 và 1 mũi 10. Dòng này thì các bác có thể khoan được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt cho em. Đó, trừ kính thôi. Còn các bác khoan xếp, khoan sắt, khoan gỗ, khoan inox đều được hết nhá. Đấy. Hình của nó sẽ là hình mũi khế như này. Và nó sẽ là mũi khoan đa năng thì các bác dùng nó rất là tiện. Các bác khoan tường, khoan thép, khoan sắt, khoan gỗ đều được. Và nó sẽ có combo cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Thì combo đầy đủ cho các bác như này. Mũi khoan của Nhật cực kỳ là ngon luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 110.000 nhá, 110k. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá, 5 mũi khoan đen. 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen cho nên lên cho em là 5 mũi khoan đen. Giá sẽ là 110.000 cho một hộp 5 mũi khoan đen như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy. 5 mũi khoan tháp hộp nhôm. Con này thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp nhôm như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhôm nhá. Đấy, trong một cái hộp nhôm như này. Đấy, có kèm thêm một cây lấy dấu nhá, có kèm thêm một cây lấy dấu hàng nội địa của Nhật này. Đấy. Made in Japan nhá, made in Japan. Kèm thêm một cây lấy dấu và bộ của nó sẽ là 5 mũi khoan tháp. Thì các bác có thể khoan các cái loại như là sắt, thép, gỗ đều được hết nhá. Sắt, thép, gỗ đều được hết. Thép của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan, hàng cực kỳ là bền bỉ, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 nhá. Cây lấy dấu này dùng rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần nhấp này cho em này. Đấy, nhấp này là có dấu luôn nhá. Đấy, nhấp này là có dấu luôn thì nó rất là tiện để cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đấy. Các bác chỉ cần nhấp này cho em. Đó là sẽ có dấu luôn các bác này. Đấy, có dấu luôn nhá. Đây, có dấu này thì rất là tiện để các bác sử dụng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp. Giá nó sẽ là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp. Đấy, hộp nộp 5 mũi khoan tháp, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó, hộp 5 mũi khoan tháp 180.000. Đó, hộp 5 mũi khoan tháp nhôm. Ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Fuji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy.
chiếu mây điều hòa, chiếu mây điều hòa đấy, chiếu mây điều hòa nhá, đó, chiếu mây nhật điều hòa nhá, đó, chiếu mây nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship, từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá, đấy, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là, chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là Naven Shop. Tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy. Màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh này các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá, 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là
hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 nhân với 40 nhá, 60 nhân 40. Đấy, 60 nhân 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối kích thước 60 nhân 40 này. Đấy, một cái ga nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok các nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên xem là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên xem là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên xem là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên xem là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên xem là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Đây rồi, em Phạm Huấn lại quay trở lại để giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 20.000 để ship nữa là hoan hỉ các bác nhá. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa, nhầm các bác nhá. Đó. Dưới 200 thì lưu ý cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 190.000 một chiếc. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai tông màu là màu đen và màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Và của nó là da bò tự nhiên cho nên là độ dài nó sẽ không như nhau đâu, nó sẽ khác nhau đấy các bác nhá. Đó, đây. Hàng made in USA này, made in USA, hàng của Mỹ. Hàng này thì em bao cho các bác về các bác cứ dùng gọi là các bác cứ dùng máy lửa các bác đốt thoải mái cho em, test đốt thoải mái cho em nhé. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhé. Đấy, mặt của nó thì là hàng đúc liền như này, mặt tráng gương, hàng đúc liền cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Hàng mặt tráng gương đúc liền như này rất đẹp các bác đó. Và sử dụng của nó sẽ là sử dụng hình thức là con lăn nhá, con lăn thì các bác dùng nó rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần lăn vào là nó sẽ khít này, lăn vào nó sẽ khít như này. Đấy, đây, made in USA nhá, made in USA, hàng của Mỹ. Cầm cho anh cái ví đây nào, đó. Made in USA, hàng của Mỹ. Cầm anh cái ví đây, giá sẽ là 180.000 nhá, 190.000 một chiếc như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ, hàng chuẩn da bò xịn 100% luôn. Con này các bác có thể dùng đốt thoải mái luôn nhá. Bao cho các bác về các bác test bật máy lửa đốt thoải mái cho em, hàng cực kỳ ok cho các bác luôn. Đấy, 190.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp em đó là thắt lưng da bò Mỹ này, thắt lưng da bò Mỹ, giá sẽ là 190.000 một chiếc nhá. Ngoài ra thì có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, màu đen màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái ví da bò nhá, ví da bò, hàng cũng rất là đẹp cho các bác luôn đó. Và nó cũng có cho các bác là hai màu, một màu đen và màu nâu như này. Đấy, cũng đều là hàng của Mỹ đây, made in USA này. Đó, hàng của Mỹ. Hàng này thì các bác biết rồi. Đấy, rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn, chất da của nó khỏi bàn luôn. Đấy, về nhà các bác test thoải mái luôn, cào cấu rồi nói chung là đốt điếc thoải mái cho em. Đó. Nó sẽ bao gồm là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Hai ngăn thường, một ngăn khóa và rất là nhiều các cái ngăn khác để các bác có thể để giấy tờ. Đấy, rất là ok luôn. Để thẻ, để giấy tờ rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò này. Ví da bò giá sẽ là 120.000 nhé. Nếu các bác nào lấy combo cả ví thì sẽ là 300.000 bao ship, các bác bớt được 10.000 và bao ship. Combo ví cộng với lại thắt lưng giá sẽ là 300.000 và bao ship. Còn mua lẻ thì thắt lưng sẽ là 190 và ví sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái túi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu túi vuông một hai màu, một màu là một màu xanh và màu nâu như này. Màu xanh và màu nâu nhá, màu nâu xám như này. Đó, đây là màu xanh này các bác này. Đấy, màu xanh. Con này thì cũng là
Con này thì cũng là 100% là da bò tự nhiên và hàng của nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, có quai đeo. Có quai đeo cho các bác đàng hoàng, quai đeo nhá. Tất cả các cái phần tai này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết. Nói chung là con này các bác dùng thì miễn chê rồi. Độ đẹp nhất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Quai kể cả những cái quai này của nó cũng đều máy bằng da hết nhá. Quai này cũng đều máy bằng da hết này. Đấy, chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, đây. Đấy, da bò cắt tự nhiên các bác này. Đấy. Có những cái phần nó hơi bị khuyết nhẹ này, các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Hàng da tự nhiên thì các bác phải thông cảm đây. Đấy, chất liệu của nó là 100% là sợi da bò tự nhiên rất là đẹp như này. Đó, và đây thì ngăn to bên trong của nó sẽ có là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Một ngăn thường ngăn khóa, bên ngoài thì mặt đằng trước này là hai ngăn này, đằng sau này một ngăn phụ nữa này. Đó, và khi các bác giở ra thì nó cũng khá là rộng luôn. Bản của nó thì phình hết ra nó vào khoảng là 10 phân, rất là rộng. Chiều rộng là 20 và chiều cao này là 25 nhá. Có quai đeo như này các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi làm. Mình đựng đồ đựng đoàn rất là ok. Con này các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, lên cho em là túi vuông này. Đó, túi vuông, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Túi vuông da bò. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Tét tiếc đốt thoải mái chứ em, khỏi phải bàn. Đấy, cứ bật lửa lên đốt thoải mái. Tránh đốt vào các phần khóa này và các cái phần chỉ may là được. Còn lại các bác cứ đốt trực tiếp lên phần da này cho em. Đấy, bao đốt thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh này. Con này. Đấy, lên cho em là ví xanh thì đây nó sẽ là một con ví như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác có thể mình sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Đấy thì các bác có thể dùng để cắt móng tay móng chân, tỉa móng tay móng chân, nặn mụn tẩy da chết rồi nói chung là nạo móng chân. Đấy, đây. Combo cho các bác cả một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, một cái bấm trẻ em, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe này, bấm lạch này để bấm khóe này, rồi một cái bấm to này kéo cắt tỉa lông mũi này, nặn mụn tẩy da chết các kiểu con là điểu luôn. Giá sẽ là 100k cho cái ví xanh như này, 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k. Đó, các bác lên cho em là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này. 100.000 một chiếc nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thước móc khóa nhá. Đấy, một cái thước rút như này và các bác dùng để mình treo vào móc khóa. Chiều dài của nó là 2m, bản của nó sẽ là 60 ly nhá. Đấy, bản của nó sẽ là 6 ly. Đấy, chiều rộng của nó 6 ly. Nó sẽ là một cái dòng thước có thể quấn tròn vào được như này các bác này. Đấy, và bỏ ra nó sẽ rút vào luôn. Thì các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa rất là đẹp và tiện ích. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, 2m nhân với 60 ly nhá, hàng của Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình treo móc khóa để mình trang trí này, để co này, hoặc là bác nào chuyên làm thợ làm nghề mà cần phải đo nhanh, thao tác nhanh, có thước đây rút ra luôn, kiểm tra luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thước móc khóa, giá thì chỉ có 50k thôi, 50k nhá. Lên cho em đó là thước móc khóa này. Đó. Thước móc khóa. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho thước móc khóa như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 24, kéo tỉa 24 hoặc tỉa 25 cũng vậy thôi. Đấy, có lô thì nó về 24 sen, có lô thì 25 sen. Hàng made in Japan nhá, made in Japan như này. Đó, đây. Kéo tỉa 24 nhá, made in Japan như này. Giá thì chỉ có 60 cành cho một con kéo tỉa này thôi. 60k một chiếc nhá, 60k một chiếc như này. Con này các bác có thể dùng tỉa cây, cắt cành, tỉa cành, tỉa dăm rất là ok nhá. Lên cho em là kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k. Đó. Kéo tỉa 24 này, đó. Kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Quá rẻ luôn các bạn. Chỉ có 60.000 cho một con kéo như này. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan, hàng của Nhật này. Cán của nó là bằng thép này. Đấy, lò xo chữ V kép luôn, lò xo kép này. Dùng rất là ngon, bác nào làm thợ cây cảnh, dùng để tỉa cây tỉa cành con này thì rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Tiếp theo thì em cũng về cho các bác ngoài dòng kìm chết của Mỹ này. Hàng có thương hiệu Corotman của Mỹ nhá. Hàng này thì hàng bãi chưa qua sử dụng. Đấy, bên em thanh lý được trong cái hệ thống siêu thị. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Hàng thương hiệu Corotman của Mỹ này. Đấy, Corotman USA nhá, hàng của Mỹ. Đấy, đây. Dùng để các bác dùng để kẹp các thứ rất là ok luôn, làm thợ làm nghề con này. Chất thép của nó là thép CRV này, thép CRV cao cấp luôn các bác nhá, thép CRV cao cấp. Hàng cực chất cho các bác luôn. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Giá rất rẻ các bạn. Đó. Kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100k nhá, 100k. Hàng của thương hiệu Corotman của Mỹ này. Corotman, đó, Corotman của Mỹ. Đấy, con này các bác dùng để kìm kẹp các thứ rất là ok luôn. Đấy, tay riếc của nó đây, rất là ngon lành. Giá chỉ 100k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Đấy.
thì lên mã giúp cho em đó là túi nam. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác một con túi nam như này. Con này các bác dùng để mình gọi là đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều được. Hàng thì nó sẽ là hàng quân đội của Nhật nhá, hàng chống nước cho các bác luôn. Hàng chống nước nhá. Đấy, đằng trước này cũng có hai ngăn này, một ngăn nhỏ, một ngăn nhỡ này. Đấy, đằng sau này một ngăn này, nó cũng giống như con túi vuông kia. Đấy, và con này kích thước của nó cũng là 20-25 giống y như con kia. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này. Đó. Con này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một con túi nam như này. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng và dòng túi chống nước nhá. Và con này thì cái độ mở của nó là cũng vào khoảng 10cm nhá. Độ mở của nó lên như này. Thì các bác có thể để máy tính bảng, iPad, iPiec, nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và chất lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một con túi nam như này thôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật nhá. Hàng quân đội của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì thực sự là gửi tới các bác cái giá này cũng rất là tốt rồi. Các bác cũng không đi đâu mua được một con túi chất lượng như này mà giá chỉ có 110.000 thôi. Con này nếu các bác mua ở trong các cái hệ thống siêu thị hoặc là mua bên ngoài nó phải tầm khoảng 250 nhá. Lên cho em là túi nam này. Đấy, túi nam. Giá sẽ là 110.000 một chiếc nhá. 110.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân này. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn. 50 miếng nhá. Đấy, 50 miếng như này. Thì các bác về các bác dùng để mình dán thải độc chân rất là tốt luôn. Đấy, miếng dán của nó thì sẽ là bằng ngải cứu và rất là nhiều các vị thuốc khác nhau nữa, giúp cho các bác thải độc gan bàn chân, giúp giảm đau nhức nhá. Và một hộp này của nó là 50 miếng. Lên cho em là thải độc chân, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Thải độc chân này. Thải độc chân giá sẽ là 40.000 một hộp như này nhá. 40.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 50 miếng. Các bác về các bác dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Cực kỳ tiện ích luôn. Lên cho em là thải độc chân, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo rang nhá. Thì có hai mẫu đây. Con này thì các bác lên cho em là chảo 13, đường kính của nó là 13cm. Thì các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là chảo 13 nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Chảo 13 này. Chảo 13, giá của nó, đường kính của nó là 13cm luôn, cho nên lên là chảo 13, giá sẽ là 80.000. Đấy, con này bằng gang thì các bác có thể dùng để mình nướng thịt này, hoặc là các bác có thể dùng để chiên rán hoặc nướng đồ ăn ý, đều được hết. Đấy, thì nó bằng gang, nó rất là dày luôn. Đó. Và đường kính của nó là 13cm nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu to đây. Cái mẫu to này thì cái đường kính của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Mẫu này là 26cm nhá. Mẫu này là 26cm. Đây, hàng của nội địa của Nhật này, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, có quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em này. Sau đó thì mình lắp cái này vào và mình xoáy cái quai này vào cho em là xong. Đó. Cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, xoáy cái quai này vào đây. Cái quai này của nó thì nó sẽ là bằng gỗ và chống nóng rất là tốt nhá. Quai kiếc rất là ngon lành cho bác luôn này. Đấy, con này thì nó vào nặng khoảng 1 cân mấy đấy, khoảng 1 cân mấy các bác nhá. Đường kính của nó là 26cm. Thì các bác lên cho em là chảo gang 26 nhá. Chảo gang 26 giá sẽ là 170.000. Đó. Lên cho em là chảo gang 26 này. Chảo gang 26 nhá. Giá sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con chảo gang 26 như này. Nguyên chiều dày của nó thì vào khoảng là 4 đến 5 ly nhá. Dày nửa phân các bạn, rất là dày luôn. Cân nặng của nó thì khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6 nhá. Nặng khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 cho một con chảo gang như này thôi. Đường kính của nó sẽ là 26cm. Thì con này các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết này, ăn bò bít tết này, hoặc là các bác có thể dùng để mình rang cơm, hoặc là dùng để chiên xào nấu đều đồ ok hết nhá. Đó, để các bác dùng ăn những cái đồ chiên đồ nhức ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, nó sẽ là một con vòi sen như này, một con vòi sen như này, và có kèm thêm cho các bác là cả dây luôn. Đây. Đấy, cả dây, cả đầu vòi xịt như này nhá. Cả dây, cả đầu vòi xịt như này, các bác về các bác lắp vào cho em này. Đấy. Cả dây đầu vòi xịt như này các bác này. Đấy. Và một cái đầu sen giúp cho các bác khi tắm thì nó massage rất là tốt này, có tăng giảm áp lực nước này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm này. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này bao gồm cho các bác là cả sen này. Đấy, có điều chỉnh các cái chế độ đây này. Đấy, và có cho các bác là tăng áp này, rồi để dùng để massage lúc mình tắm rất là tốt luôn, kỳ cọ massage luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi.
lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, sen cao su. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá siêu tốt luôn. Trước em đang bán là 140.000 đấy, đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Giá chỉ có cho các bác là một bộ như này, giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su giá sẽ là 90k, giá cực tốt cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cực cao cấp nhá. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy, hàng của thương hiệu Muji made in Japan nhá. Đấy, Muji made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy, chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi, 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok.
chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây màu xanh các bác này, màu xanh đây đấy, màu nào cũng rất là đẹp luôn đấy, màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này, đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó, hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, gối ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok các nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu chà neo nhá, màu chà neo. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng không nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu. Thì đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng cho các bác luôn. Một con đèn siêu sáng như này và giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 260.000 cho một con đèn hai đầu như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán giúp cho em 260 cành cho một con đèn hai đầu siêu sáng như này, có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Con này thì bên ngoài của nó thì có bọc cao su non, chống va đập, chống vỡ cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con đèn pha gần như này các bác này. Đây, con này nó sẽ là pha gần này. Đấy, tiếp theo là đèn đỏ SOS cảnh báo này. Và phía đầu bên này thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn cực kỳ là pha rất là sáng luôn con này. Đấy, thì điểm sáng của nó thì thôi rồi luôn. Con này thì hàng của Nhật và nó sẽ có một con đèn bên hông như này nữa. Và cái điểm rọi xa của nó là từ 800 đến 1200 mét, hàng made in Japan. Đây, đấy, made in Japan Polis này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Quai cầm như này rất chất lượng nhá. Đấy, Polis made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì giá sẽ là 260.000. Cầm anh cho cái đèn đèn pin cảnh sát Nhật đây, 260.000 nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn hai đầu như này, có kèm cho các bác một cái cáp sạc khá là chắc chắn và dài luôn, và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá, có chân sạc ra cho điện thoại luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu này, giá của nó sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu đèn pin, đó là đèn pin, các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật cũng có kèm cho các bác một cáp sạc như này. Đây, hàng Polis này, made in Japan này. Con này thì các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Con này thì khá là nhiều chức năng cho bác luôn. Đó đây,
Đèn của nó thì cũng pha rất là rọi và sáng nhá, rất rọi và sáng cho bác luôn. Đấy, rất rọi và sáng này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là đèn pha rọi này, nhấp nháy cảnh báo này. Tiếp theo là các bác nhấp lì cho em thì nó sẽ lên cái đèn trắng này. Đấy, tiếp theo là nhấp lì thì sẽ lên đèn đỏ cảnh báo này. Đó, rất là tiện ích nhá. Đằng sau thì có la bàn này và có thêm cho các bác là còi hú này. Đấy, la bàn còi hú này, có chức năng là phá kính này. Đấy, nam châm hít này, rồi cắt dây này, rồi có cả chức năng là sạc ra cho điện thoại luôn. Đầy đủ các chức năng cho con đèn như này. Và có cả pin năng lượng mặt trời nhá, có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Pha của nó thì khá là rọi như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Giá sẽ là 180 cành. 180 cành cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Con này thì khá là nhiều chức năng và cũng cái giá thì cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đèn pin cảnh sát Nhật nhá, cảnh sát Nhật này. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa. Đấy, con này thì nó sẽ là bộ ba lọ nước hoa như này. Thì dòng này của nó thì các bác sử dụng là nam nữ đều dùng được hết các bác nhá. Tại vì là mùi hương của nó là trung tính. Mùi hương trung tính nhẹ nhàng, cho nên là các bác dùng cho nam cũng được, dùng cho nữ cũng được, đều ok hết. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, combo cho các bác là một hộp bao gồm cho các bác là 3 lọ như này. Đấy, mỗi lọ này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, mùi hương nhẹ nhàng nam tính cực kỳ. Đấy, trung tính. Nam nữ đều dùng được cả, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà các bác nhá. Đó, 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang bán là 150k. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 140.000 thôi nhá. 140.000 cho một hộp 3 lọ như này nhá. Đấy, một hộp 3 lọ nước hoa như này, giá chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ 3 nước hoa nhá. Bộ 3 nước hoa. Đấy, bộ 3 nước hoa này. Đấy, bộ 3 nước hoa. Giá sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho 3 lọ nước hoa như này. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. 3 lọ nước hoa 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này. Các bác lên trên là hộp mũi khoan đỏ. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan nhá. Thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Các bác có thể mua về để mình làm thợ làm nghề. Đấy, chuyên về sửa chữa các thứ cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ này. Khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại, hàng của thương hiệu Matika, hàng thương hiệu Matika. Con này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật. Dòng này của nó thì sử dụng điện 220V. Đấy. Bên em thì sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Đấy. Đấy, hàng thương hiệu Matika này, công suất của nó sẽ là 2000W, sử dụng điện 220V. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và mặt kính của nó sẽ là dạng là mặt kính hồng ngoại như này. Đấy, các bác dùng để mình đun các cái loại xoong nồi đều hợp hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, nướng niếc ngon lành. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Bếp hồng ngoại này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Giá sẽ là 500k. Đó. Giá của nó sẽ là 500k cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại này thôi. Con này các bác dùng để đun nấu cực kỳ là ok luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện như này. Đấy, cán tay cầm bằng nhôm này. Đó, và khá là chắc chắn luôn. Đó, rất hợp lý. Giá thì chỉ có 500.000 thôi. Bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá. Đấy, hàng này của nó cũng là hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng liên doanh Việt Nhật cho các bác.
dòng máy xay này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng thương hiệu Sato nhá, máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, xuất xứ thì của Việt Nam, hàng liên danh Việt Nhật. Khối lượng nặng là 2,1 kg, điện áp là 220V, công suất là 530W. Đấy, công ty điện tử Việt Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là hai cấp độ xoay như này. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe, đầm và êm ái luôn. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là ba cối luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay dạng như là xay ruốc, xay riếc đấy. Đấy. Tiếp theo là một cái cối để các bác xay sinh tố này. Đấy, con này thì cái cối to này để xay sinh tố, xay cua đều được hết nhá. Và có cho các bác một cái cối nhỡ như này. Cái cối nhỡ này thì các bác dùng để xay cà phê này, xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều được hết nhá. Đấy, có cho các bác là một bộ ba cối luôn. Và cái chân cối này của nó này, đấy, rất là chắc chắn luôn coi nhá. Đấy, chân cối rất chắc chắn như này. Đấy, combo cho các bác một con máy xay sinh tố với ba chức năng như này nhá, ba chức năng như này. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá. Bao nhiêu nhỉ? Đây, đây là cái lẫy xoáy của nó này. Đấy, lẫy xoáy của nó rất là chặt luôn coi nhá. Lẫy xoáy rất là chặt luôn các bạn. Lên cho em là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000. Lỗi bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em đó là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000 nhá. Đấy. Máy xay sinh tố này, máy xay sinh tố giá của nó sẽ là 650.000 cho con máy xay sinh tố như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, nó sẽ là một con đầu như này. Các bác dùng để mình chuyển từ cái khoan pin hoặc là khoan cầm tay điện sang các bác dùng chức năng cưa thì nó có kèm cho các bác là ba cái lưỡi như này nhá. Ba cái lưỡi như này. Đấy. Thì nó có lưỡi cưa gỗ và cưa sắt, cưa ống nước đều được hết nhá. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa giá sẽ là 80k trong cái đầu chuyển cưa như này, 80.000. Đây các bạn này. Thành một máy cưa đa năng, việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, rất hợp lý luôn, giá chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên đá như này. Đấy, một hộp sẽ là 6 viên như này. Và nó sẽ là dòng đá vĩnh cửu các bác sử dụng được rất là lâu dài. Về nhà các bác vệ sinh sạch sẽ cho em, sau đó thì mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh. Khi nào mình cần dùng thì mình lại gắp ra như này. Đấy, gắp ra như này. Các bác cho vào cốc bia, cốc nước lọc rồi mình sử dụng, uống trực tiếp, sau đó thì mình lại vệ sinh đi, mình lại bỏ vào. Đấy, giá thì chỉ có 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này thôi. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70k nhá. Đá vĩnh cửu, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đó. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp bao gồm là 6 viên. Mình về mình bỏ luôn vào ngăn đông tủ lạnh, mình dùng trực tiếp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia cọ vịt nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cọ vịt đa năng. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng rất là ok. Đấy, thì đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái bộ phụ kiện như này. Về nhà các bác chỉ cần là dán cái miếng dán lên tường, sau đó thì mình treo lên và lắp cái đầu chổi này vào cho em là xong. Đấy, rất hợp lý luôn. Đây thì giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 cho cái cọ vịt như này thôi. Lên đã giúp cho em là cọ vịt nhá, giá sẽ là 55k. Đó, cọ vịt này, cọ vịt giá sẽ là 55k cho một cái bộ cọ vịt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn trải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể trải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể trải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn trải vệ sinh. Nó có miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn trải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể trải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể trải được. Nó rất là ngon lành, giá thì chỉ có 55k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo nhá.
Các bác lên cho em là bật lửa Zippo này, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc. Dòng này thì nó sẽ là bên ngoài là có một con rồng ôm như này rất là đẹp này. Đó, có màu vàng, màu bạc như này. Con này thì ưu điểm của nó có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, các bác hết ga thì các bác bơm ga vào cho em, rất là đẹp các bác này. Đấy, màu vàng, màu bạc như này. Lên cho em là bật lửa Zippo nhé, có hai màu, màu vàng, màu bạc như này cho em. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90k thôi. 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Con này thì khá là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình xài hút thuốc lá, thuốc lào đều ok hết nhá. Đó. Hoặc là các bác dùng ở ngoài đường đi lại thì nó sẽ là dùng bật lửa điện như này thì nó sẽ không bị tắt thôi nhá, không bị tắt, rất là tiện luôn. Lên cho em là bật lửa Zippo có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Giá của nó sẽ là 90k một cái nhá. 90.000 cho một chiếc, các bác lấy muốn lấy màu nào thì báo màu cho em. Đấy rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 lưu ý cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao cai nhá. Con này thì các bác dùng để mình thái này. Đấy, hoặc là băm nhẹ cũng rất là ok. Đấy, nó cũng khá là đầm dao luôn, dao của thương hiệu Kai và siêu bén luôn. Con này thì giá sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. 120k các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Các bác có thể dùng thoải mái để mình sử dụng trong nhà bếp nhà mình. Đây em thử dọc dây bóng này, đấy các bác nhá. Đấy, cũng rất là ngon lành luôn. Đấy, một cái loại dây bóng da nó cũng dọc rất là ngon luôn này. Đấy, còn dọc giấy thì ok rồi các bác này. Đấy, đây các bác này, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn. Đó, một con dao cai chất lượng như này, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, thái băm chặt đều ok hết nhá. Lên cho em là dao cai, giá sẽ là 120k. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200.000 đến dây kia. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em dưới 200.000 thì cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bóng 3 màu nhá. Ở đây nó sẽ là một con bóng led như này. Một con bóng led như này và màu của nó sẽ là 3 màu. Giá bao nhiêu nhỉ? 30.000 ạ. Đấy, màu của nó sẽ là 3 màu như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Đấy, 30k cho một con bóng 3 màu như này. Đây em sẽ xoáy vào cho các bác xem này. Đó. Là nó sẽ có 3 màu thì các bác cứ bật đèn và đảo chế độ đi thì nó sẽ có màu khác nhau. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là một là màu trắng này, hai là màu vàng này, ba là màu trung tính này. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này, sáng trung tính nhá. Công suất của nó là 12W nhá. 12W cho một con bóng 3 màu như này. Đó. 12W trong con bóng 3 màu như này. Con này thì dùng thì rất là tiện ích luôn. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này và màu trắng này. Đó, 3 màu như này. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Rất là tiện ích cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong quả bóng 3 màu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3W nhá. Con này nó sẽ là một cái bóng đèn 3W thế này. Đấy, một cái bóng đèn 3W đây. Đấy, con này thì công suất của nó là 3W và giá thì chỉ có 10k trong quả bóng 3W này thôi. Đấy, bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10k trong một quả nhá. 10k trong quả bóng 3W thế này. Thì con này các bác có thể dùng để mình gọi là để ở cái khu vực nào mà thiếu ánh sáng này, cần phải sáng liên tục này và các bác đi lại này, ban đêm ăn nhức thì sử dụng con này cho em. 3W thì các bác để cả ngày nó cũng chỉ mất được khoảng là 500 tiền điện thôi, khoảng đến 1.000 là cùng thôi. Thì các bác sử dụng con này nó rất là tiện. Lên cho em là bóng 3W, giá sẽ là 10k nhé. 10k cho một quả bóng 3W như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn thì con này của nó sẽ là 160.000 cho một kéo cắt tôn như này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng kéo tôn trợ lực và nó có cái độ nghiêng là 45 độ như này. Thì khi mà các bác cắt thì nó rất là tốt luôn. Đấy. Ở trong thì nó sẽ có cho các bác một cái con lò xo trợ lực, nó nằm ở bên trong. Trên khi các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng và nó nghiêng 45 độ như này thì các bác hình dung đây là một cái miếng tôn. Nếu như các bác cắt cái kéo thẳng thì nó sẽ đâm thẳng vào tay như này, nhưng khi các bác cắt cái kéo nghiêng thì nó sẽ cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới như này và cắt rất là ngon luôn. Đó. Con này các bác có thể dùng cắt tôn dày 4-5 ly thoải mái luôn các nhá. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Lên cho em là kéo tôn trợ lực hàng nội địa của Nhật nhá. Kéo tôn trợ lực này. Kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là 160 cành nhá, 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít và một cái tay công và một tay nối dài nhá. Đấy, 30 đầu vít, một tay công, một tay nối dài như này.
Và bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40 cành thôi, 40 cành. Đấy, 30 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn khác nhau thì về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó khá là tiện ích. Đây, lắp vào đầu này cho em này. Và con này các bác lắp vào đầu tay công như này thì con này các bác có thể là tăng giảm tùy theo nhá, tăng giảm tùy theo. Đấy, các bác có thể nâng lên hoặc là hạ xuống. Đấy, cho ngắn hẳn như này hoặc cho dài ra cũng rất là ok nhá. Và các bác có thể lắp vào đây này, lắp vào đây để mình xoáy này các bác này, rất là ngon lành luôn. Thì cái bộ vít như này giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi nhá. 40.000 một cái bộ vít như này. Đấy, thì đã bao gồm cho các bác combo là tay công, tay nối dài và 30 đầu vít luôn. Thì lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh này, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Có cả dây cà, dây sạc và dây quai đeo như này. Các bác có thể đeo vào cổ, đeo vào người hoặc là đeo vào cặp sách các thứ này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Đấy, thứ nhất là có lẫy để các bác có thể để này. Đấy, có nam châm hít này. Đấy, rồi có sẽ có cho các bác là chế độ sáng này. Chế độ sáng thì nó sẽ có sáng trắng này, sáng vàng này, rồi đèn đỏ cảnh báo các bác này. Đấy, rất nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và đây con này nó sẽ kèm cho các bác là một con bật lửa nhá. Các bác giữ lì như này này. Đấy, giữ lì này thì cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy. Còn khi các bác tắt thì các bác nhấp này, giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy, các bác theo, rất là tiện nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là một con bật lửa như này. Đấy, khi tắt bật các bác giữ lì cho em. Giữ lì cho cái đèn lên là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác giữ lì là nó sẽ tắt nhá. Đó. Và rất là sáng luôn các bác, rất là sáng luôn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa cực kỳ là tiện ích cho các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đó. Rất tiện luôn. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ tắt nhá. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy. Bật đèn thì các bác bật ở cái công tắc này cho em, hai cái công tắc, một cái đèn, một cái bật lửa này. Đó. Ánh sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Sáng trắng của nó thì rất là sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm này. Đó. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng nguyên đai nguyên kiện trong cái hộp như này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và con này thì giá bên Nhật nó đang bán là tính theo tiền Việt mình khoảng là 2 triệu nhá. Khoảng 2 triệu cho một cái vòng trầm như này. Đấy, lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp đây. Nó sẽ có 108 hạt và nó sẽ có cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Con này thì bên Nhật nó đang bán khoảng là 2 triệu Việt Nam đồng mình các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là một cái con vòng bằng gỗ trầm tự nhiên, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Con này thì các bác có thể đeo vào cổ hoặc đeo vào tay tùy theo nhá. Đó. Và gỗ của nó thì nó sẽ là dòng gỗ trầm rất là thơm luôn. Đấy, gỗ trầm rất là thơm. Lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, giá thì sẽ là 50k thôi. Đấy. Vòng trầm điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chiếc như này. Rất rẻ mạt các bạn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái tất để các bác sử dụng trong các cái mùa đông giá lạnh này các bác nhá. Đấy, mùa đông này các bác sử dụng tất là ok. Đó, và đây là nó sẽ là cái tất hộp, bao gồm cho các bác là trong cái hộp như này và bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. Tất hộp 5 đôi. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi nhá. Hộp này bao gồm là 5 đôi. Rất tiện ích luôn các bác. Đấy, rất tiện ích luôn. Một hộp này sẽ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 trong hộp 5 đôi như này. Hàng thì của thương hiệu Nike này. Đấy. Nike đây. Đấy, hàng thương hiệu Nike. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi. Hàng co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực tốt. Và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5 nhá. Đấy. Tất hộp và nó sẽ là dòng 5 đôi thì lên cho em là tất hộp 5. Có màu đen màu ghi, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một hộp như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Các bác lên cho em là bộ dao. Bộ này là dao gì đây? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ dao sói như này, 100k. Ở đây thì bỏ trong cái tờ giấy này. Ở đây thì bộ sẽ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 4 con dao. 4 dao, một kéo và một cái nạo. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan này, Asaka Japan. Hàng giấy để dọc. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan đấy, xé quyển sách ấy chứ. Asaka Japan như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao này, một cái nạo và một cái kéo như này. Đấy thì con kéo này các bác cũng dùng để mình
đây. Đấy, các bác có thể dùng để mình cắt này. Đấy, cắt này, khui bia này, mở nắp chai đều được nhá. Đấy, một con kéo rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, đầu tiên nó sẽ là một con kéo như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là một cái nạo này. Con này thì nó sẽ là một cái nạo đây. Các bác có thể dùng để nạo hoa quả này. Đấy, nạo khoai, nạo các mướp đều ok hết nhá. Một cái nạo này. Tiếp theo là sẽ là bốn con dao này. Thì nó sẽ có cho các bác đây. Hàng của Nhật này, Japan này. Đấy. Dao thì siêu bén các bác biết không? Đây. Đấy. Dao thì của nó không quá dày đâu nhá, nó vừa phải thôi. Nhưng mà đổi lại thì nó rất là bén các bác này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 em dao luôn. 4 em dao này tha hồ các bác sử dụng nhá. Đấy. Có con dao nhọn, có con dao thái bản to này. Đấy. Đều là dòng rất là bén luôn nhá. Đấy, dao nhọn có, dao thái bản to có. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đây các bác này. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết luôn. Đó. 4 con dao như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì lại rất là hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Combo cho các bác là 4 em dao như này. 4 em dao như này mà cái giá thì chỉ có cho các bác là một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao. 4 dao, một kéo và một nạo như này. Đây con dao con nữa này. Đấy, cũng rất là bén luôn các nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó, rất bén luôn. Combo cho các bác luôn. Đấy, 4 con dao, một cái nạo và một cái kéo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi, 100.000 cho bộ dao như này. Đấy. Lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhé. Bộ dao sói. Giá sẽ là 100k. Đó. Bộ dao sói này. Bộ dao sói. Giá của nó sẽ là 100k cho một bộ như này nhá. 100.000 cho một bộ dao sói như này thôi. Con này thì quá đẹp, quá tiện ích rồi. Hàng của Asaka của Nhật các bác này. Đấy. Giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100k. 100.000 mà được tới 6 món liền nhá. Tính ra mua vào chỉ mất có 10.000 món thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác dùng là mình cho dầu vào để mình sử dụng thôi. Đó, cho dầu vào sau đó thì mình bật lên. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng giả cổ nhá, hàng giả cổ của Nhật cực kỳ đẹp luôn. Đây nó sẽ bao gồm là một con đèn như này, về nhà các bác xoáy cái lẫy này ra này. Xoáy cái lẫy này ra sau đó thì mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt ấy, cho dầu đốt vào đây cho em. Đấy, xoáy lẫy ra cho dầu đốt vào đây nhá. Đấy, cho dầu đốt đây là mình sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp này, sơn màu đồng rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là cái bấc để các bác điều chỉnh bấc này, lẫy xoáy điều chỉnh bấc này. Đấy, và khi các bác cho đèn thì châm đèn thì các bác chỉ cần hơi nghiêng đi như này, sau đó thì mình châm vào cho em. Đó, sau đó thì mình lại bỏ ra. Con này thì các bác có thể dùng để treo này hoặc để trực tiếp trên nền đất này. Đấy, trên bàn này đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy. Lên cho em là đèn dầu nhá. Đề co trang trí khá là đẹp luôn. Đó, lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135k cho con đèn dầu như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm. Đó là cái đũa các bác lên cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi như này. 5 đôi đũa sứ như này. Hàng thì siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bằng sứ thì các bác biết rồi. Các bác dùng đồ sành, đồ sứ thì nó cực kỳ là an toàn đối với người sử dụng luôn. Thứ nhất là an toàn đối với người sử dụng này. Thứ hai là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập nhá. Đấy, thì một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi dùng để ăn cơm, ăn đồ ăn này. Gắp đồ ăn rất là đẹp, sạch sẽ. Và giá thì chỉ có 60.000 cho một vỉ 5 đôi đũa sứ này thôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Giá sẽ là 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Đó. Lên cho em là đũa sứ này. Đó. Đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa như này. 5 đôi đũa, hàng siêu đẹp này các bác nhá. Đó, rồi ok. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món, hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k.
đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k đó, 750k cho một bộ nồi như này đó, bao gồm là 6 món đấy, 6 món mà 750.000 bao ship, tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700, còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Đem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển
vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sự nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món con này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, hôm nay thì bên shop Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng nhé. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhé. Đó, vui vẻ hoan hỉ cộng cho em 30.000 ship nữa. Còn bác nào mua từ trên 200 trở lên thì bên em sẽ bao ship, đơn giản vậy thôi. Và đơn bác nào mua nhiều thì trên 1 triệu thì yêu cầu là phải có chuyển cọc. Còn lại là dưới 1 triệu thì các bác cứ nhận hàng thanh toán như bình thường các bác nhé. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, và đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác một cái mẫu thảm rất đẹp này. Đấy thì bên shop lên tên nó sẽ là thảm 46. Thảm 46 kích thước của nó là 40x60 nhá. Đấy, lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó là 40 và nhân với 60. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chiếc này thôi. Đó. 45.000 cho một chiếc thảm như này. Màu sắc thì cực kỳ đẹp, sạch sẽ trang nhã nhá. Đấy, đẹp sạch sẽ trang nhã. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là bằng cao su non chống trơn trượt nhá. Mặt trên của nó thì bằng nỉ siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, bằng nỉ và siêu thấm hút luôn. Nước nó có vào là nó sẽ luôn luôn thấm vào trong và nó tự khô nhá, và nó sẽ không thấm ngược trở lại nhá. Thì các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn thì đều ok hết luôn. Rất đẹp này. Đó, nó có rất là nhiều màu, rất đẹp, và bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, rất nhiều màu rất đẹp luôn. Và dòng này thì siêu thấm hút nước nhá. Đấy, siêu thấm hút nước luôn. Và chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhá. Đấy, hình thì cực kỳ là ngộ nghĩnh và đẹp luôn. Đấy, con này thì một mặt của nó là bằng nỉ như này các bác này. Mặt bằng nỉ khá là dày luôn nhá. Một mặt bằng nỉ và một mặt là bằng cao su non. Đấy. Có cái độ đàn hồi tốt nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Con này thì bên shop về cho các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đó. Màu sắc đẹp trang nhã con này. Đấy, rất là nhiều màu luôn nhá. Rất nhiều màu rất là đẹp nhá. Các bác thấy không? Đây. Đấy, rất đẹp con này. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước của nó 40x60 và giá là 45k. Đó. Thảm dệt 5D. Rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W thôi nhá. Bóng đèn 3W thì đây. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng bóng 3W này. Dòng này thì cực kỳ tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái khu vực mà mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần quá sáng nhá. Thì các bác có để hành lang này, hoặc là đường đi lối lại, hoặc là ngoài cổng, ngoài cửa này, các khu vực mà các bác có thể để suốt đêm cũng được. Đó. Đây, rất là sáng luôn các bác nhá. Công suất của nó là 3W này, rất sáng luôn. Đó. Công suất thì chỉ có 3W thôi. Chỉ có 3W thôi, cho nên là dùng siêu tiết kiệm điện. Các bác có thể dùng để mình cho vào các cái vị trí như là hành lang này, đường đi lối lại này, cổng cửa đều ok hết. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W. Đấy, rất sáng. Giá thì chỉ có 10k thôi. Lên cho em là bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k cho một quả như này nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Con này thì võng nó sản xuất cho răng cho anh tí. Võng nó sản xuất cho hàng để dành cho lính nhá, lính quân đội của Nhật các bác. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác quan sát nhá. Đấy. Đây em sẽ răng cho các bác xem này. Thì cái chiều ngang này của nó thì nó được vào khoảng là 80cm. Đấy, cái chiều dài của nó thì cả dây thì nó sẽ vào khoảng là hơn 2m nhá. Cả dây thì khoảng hơn 2m, còn nguyên cái phần thân võng dệt như này thì nó sẽ vào khoảng là 1m8 các bác, vào khoảng 1m8, và nó sẽ có quai như này. Có quai đeo như này và có cả dây dù như này để khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cho các bác cái dây dù như này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có dây dù như này rất tiện ích. Đấy, và các bác dùng thì nó rất là ngon. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Bên shop đang gửi tới các bác một cái võng dù quân đội Nhật như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội Nhật này. Đấy, lên cho em là võng dù nhá. Đó, võng dù này, quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k thì cái võng dù quân đội Nhật như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Con này thì các bác lên cho em là máy thái rau bằng tay. Đó,
máy thái rau này, máy thái rau bằng tay nhá, thái bằng tay thôi đấy, và giá thì sẽ là 80k thì một con máy thái rau bằng tay như này đấy. Con này thì máy bằng tay nhá, đại hình nó như hình như này không. Cái sản phẩm thì khi các bác nhận hàng sẽ bao gồm cho các bác là một con máy như này các bác nhá, đấy một con máy như này, và các bác lắp cái phần lưỡi vào đây cho em, lắp phần lưỡi vào đây đấy, và lắp cho em cái phần tay công vào đây, lắp phần tay công vào đây là mình xoay như này là xong đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 lưỡi đấy, 6 lưỡi. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn đó, xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, một con máy thái rau như này, thái rau thái củ quả đa di năng luôn, và giá thì chỉ có 80k thôi, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm của chị em nổi trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng, chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất ok các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k cho con máy thái rau thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo bếp vàng nhá. Quay lên theo là kéo bếp vàng. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan quá đây. Đấy, hàng của Nhật nhá. Đấy, thép của nó là thép SK5 không gỉ, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ngon nhá. Trong nhà bếp rất là ngon luôn đây các bác. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết. Thép SK5 không gỉ này. Đó, Japan, kéo của Nhật nhá. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 35k cho một con kéo như này. 35.000 nhá. 35.000 cho một con kéo của Nhật như này. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. Bác nào mua từ 3 chiếc thì tính cho bác giá tròn là 100.000. 3 cái là 100.000 nhá. 35.000 một chiếc và 3 cái là 100.000, kéo bếp vàng. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái gang tay thức ăn nhá. Gang tay thức ăn. Thì đây một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy, hàng về theo lô. Đấy, từ 70 đến 100 chiếc các bác nhá. Đấy, từ 70 đến 100 chiếc như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng nguyên sinh nhá. Đấy, bảo vệ thực phẩm thức ăn rất là tốt. Các bác dùng là đồ ăn, đồ uống rất là ok. Ngoài dùng cho đồ ăn thì các bác có thể dùng đa di năng. Ví dụ như là mình dùng để bóp nộm, bóp niếc này rồi... các bác có thể dùng để mình làm các công việc làm vườn, dọn dẹp, vệ sinh cũng được. Đấy, đều ok hết. Đấy, nó số lượng nhiều như này thì các bác có thể dùng tất cả mọi công việc đều được. Đấy, nó có cái độ dai nhất định nhá. Có độ dai nhất định các bác này. Đấy, cho nên là khi các bác dùng nó rất là đã đây các bác theo. Đây, đấy em kéo như này mà nó vẫn có những cái độ dai nhất định như này. Dùng nó rất là đã, tay to, tay nhỏ đều vừa hết nhá. Rất là ôm tay, dùng như thật luôn. Thì các bác có thể dùng để mình làm bếp này, dán nem này hoặc là dùng cho các công việc đều được hết. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi, 25k cho một cái hộp găng tay thức ăn như này nhá. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn nhá. Giá sẽ là 25k. Đó, 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Đấy, con này thì rất đơn giản thôi, về nhà các bác đặt vào cái chậu rửa bát của nhà mình. Chậu rửa bát của nhà mình nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, thì khi các bác đặt vào cái chậu rửa bát thì rác rửa các thứ nó rơi xuống đây và nó sẽ đọng ở cái này, là các bác chỉ cần hót đi. Đấy, nhấc ra là đổ vào là xong. Đấy, cái này thì nó sẽ là bằng lưới inox như này, rất là dày cho nên là rác giếc là cơm giếc nó không bị lọt xuống. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích và rất là tuyệt vời và cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là lọc rác inox, giá thì chỉ có 15k thôi. Đó, lọc rác inox thôi nhá. Lên cho em là lọc rác inox này. Lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k. 15k cho một cái lọc rác inox như này. Tiếp theo thì mai bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng thì đây nó sẽ là bao gồm là 5 cái khay inox như này. Đấy. Và mỗi khay thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 5 cái khay như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất là tiện ích. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Mỗi cái khay thì nó sẽ có một cái nắp như này. Đấy, mỗi khay có cái nắp như này con này. Đấy, giá thì chỉ có 60k cho một cái bộ 5 khay inox này thôi. 60.000 cho một bộ nhá, bao gồm cho các bác là 5 cái như này.
Cái này thì các bác dùng rất là tiện, khay nào thì cũng có nắp hết nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thì lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá, 5 khay inox siêu mỏng. Đấy, khay nào cũng đều có nắp hết. Và nắp của nó thì nó sẽ là bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, để trong tủ lạnh hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 60k. Đó, 5 khay inox siêu mỏng này. Đó, 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, cái này nó mỏng bình thường thôi, nhưng mà thôi em cứ phải nói trước là siêu mỏng như thế để cho các bác khỏi ý kiến. Giá sẽ là 60.000 thôi nhá, 60.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm cũng chuyên dùng trong nhà bếp. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là khay thanh cài dao nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi gọi là treo tạp dề, treo song, treo nồi đều ok hết. Cái bản chiều dài của nó vào khoảng là 45cm nhá, bản chiều dài khoảng 45cm. Và giá thì chỉ có 90 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhá, thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái thanh cài dao như này, giá sẽ là 90.000. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi treo song, treo nồi. Đấy, rất là ok. Đây, các bác dắt dao, dắt dĩa, các thứ vào đây cho em. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con thanh cài dao như này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng để mình cài dao, dắt dao rất là hợp lý thôi. Và giá cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Thanh cài dao, giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy chà gót chân nhá. Các bác lên cho em là máy chà gót chân. Thì đây nó sẽ là một con máy như này. Các bác có thể dùng để mình chà gót chân này, rồi mài các cái phần da thừa rất là tiện này các bác này. Đấy, đây. Ví dụ như là da tay, da chân này, các cái phần da bị lâu ngày nó dày lên và nó thừa này, các bác đưa vào mình mài đi chứ. Đấy. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, mà có hai cấp độ nhá. Đấy. Các bác dùng để mài này, đấy. Các cái phần đầu ngón tay, ngón chân này, những cái phần da thừa này, đặc biệt là gót chân nhá, gót chân. Các bác chà đi cho em. Chà đi sau đó thì bên shop có bán kèm cả cái lọ cao ngựa luôn, thì các bác có thể bôi cao ngựa vào. Đấy, giờ để cho nó giúp cho cái gót chân của các bác nó mềm các bác, nó mềm và nó không bị khô nứt nẻ. Đây, các bác chuyên để chà gót chân. Lên cho em là máy chà gót chân nhá, máy chà gót chân này, máy chà gót này. Đấy, máy chà gót, giá của nó sẽ là 100k cho con máy chà gót như này. Và cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa nhá. Bên shop có bán kèm cao ngựa luôn, giá sẽ là 30.000. Đó. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji Made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại, điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa.
bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là Naven Shop. Tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn. Đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh này. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh thôi nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá. Một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món, giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này.
Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái chống giật bình nóng lạnh nhá. Chống giật bình nóng lạnh thì con này là nó sẽ là một cái dòng ngắt điện cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp hai đầu dây vào cho em, hai cái đầu dây dẫn nước của bình nóng lạnh, lắp cho em hai cái con chống giật này vào thì nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn đó. Và các bác nên sử dụng con này nhá, mùa đông thì các bác tắm bình nóng lạnh rất là nhiều và nó rất là mất an toàn nếu như các bác không sử dụng mà đường điện nó truyền xuống thì rất là nguy hiểm nhá. Đấy, lên cho em là chống giật nóng lạnh này đó, chống giật nóng lạnh, chống giật nóng lạnh, giá sẽ là 40k trên một chiếc nhá, 40k trên một chiếc chống giật nóng lạnh như này. Nhưng nguy hiểm luôn rình rập, dù bình nóng lạnh có chống giật bạn hãy thử xem nó có hoạt động hay không. Chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn toàn mới, bộ combo chống giật cho bình nóng lạnh đảm bảo an toàn tuyệt đối, an toàn cho mình và cả gia đình. Chỉ với 249k bạn được free ship toàn quốc. Lắp đặt cực kỳ đơn giản, chỉ với 5 phút ai cũng có thể tự làm được, không cần bổ sung thêm băng tang hay keo. Chần chừ gì nữa, đặt hàng ngay 0915513585. Đấy, ở đây họ bán cho các bác 249.000 các bác. Chúng ta thường xuyên phải sử dụng bình nóng lạnh để tắm, nhưng nguy hiểm luôn rình rập. Dù bình nóng lạnh có chống giật, bạn hãy thử xem nó có hoạt động hay không. Chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn toàn mới, bộ combo chống giật cho bình nóng lạnh đảm bảo an toàn tuyệt đối, an toàn cho mình và cả gia đình. Chỉ với 249k bạn được free ship toàn quốc. Lắp đặt cực kỳ đơn giản, chỉ với 5 phút ai cũng có thể tự làm được, không cần bổ sung thêm băng tang hay keo. Chần chừ gì nữa, đặt. Đấy các bác chỉ cần là mình lắp vào cho em là xong đó. Thì các bác chỉ cần mình lắp vào hai cái đường dây dẫn nước là xong. Đấy thì các bác mua combo cho em là hai chiếc như này để lắp vào hai đường dây thôi, 40.000 một chiếc thôi nhé. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái một con hạc bằng đồng như này. Đấy các bác lên cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng. Đó thì nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đấy và kèm thêm cho các bác là một cái lư. Đấy một cái lư thì về nhà các bác cho cái nhang trầm vào đây. Cho cái nhang trầm vào đây thì mình có thể là đốt để mình thư giãn này, thư giãn tĩnh tâm này, hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là ok. Đấy thì các bác treo vào đây cho em như này. Đây. Đấy đây các bác sẽ treo vào đây. Treo đây các bác nhá. Đấy. Thì con hạc này của nó sẽ là bằng đồng như này và chiều cao của nó thì vào khoảng là 10 cm, chiều cao khoảng 10 cm. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Thì các bác có thể dùng để mình trang trí trên ban thờ này, hoặc là dùng để mình đốt nhang mình thư giãn rất là tốt luôn. Đó thì bên shop có bán con hạc này sẽ là 60.000. Con hạc này nó sẽ là 60.000 nhá. Các bác lên cho em là hạc đồng là 60.000 và có bán kèm cả nhang như này luôn. Đấy, một hộp nhang này cũng là 60.000 luôn nhá. Đấy thì các bác lên cho em là hạc đồng là 60.000 và một hộp nhang này thì cũng được khá là nhiều luôn. Đấy, được khá là nhiều luôn nhá. Đó, được khá là nhiều như này thì các bác có thể về mình sẽ đốt nhang cùng với lại con hạc này luôn để cho nó tạo cái không khí ấm cúng các bác nhá. Đây là chim hồng hạc ngậm ngọc đốt trầm hương, biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc, là vật dụng phong thủy vô cùng tốt cho gia chủ. Chất liệu đồng bền đẹp, các chi tiết tỉ mỉ tinh tế. Thu sang đông tới, đốt trầm hương còn giúp căn nhà vừa ấm áp vừa khử khuẩn lại an thần tịnh tâm. Cái này bên Trung đang đạt hơn 1 vạn lượt bán đấy các bác. Đấy các bác nhá. Bên đấy họ coi trọng phong thủy lắm. Còn đây là cái nụ hoa để bỏ trầm hương vào. Các bác chỉ cần xoay nhẹ như này là nó tách ra, đơn giản mà tiện lợi. Cái này vừa làm đồ để cô trang trí lại vừa thư thái sức khỏe. Rất là tốt luôn các bác nhá. Đó. Giá thì rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó, đây. Đấy các bác này. Rất là thư thái luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 60k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái tất của thương hiệu Nai nhá, tất 10. Đấy, một vỉ này của nó sẽ bao gồm là 10 đôi, có màu trắng và màu đen như này, có màu trắng màu đen như này. Một vỉ 10 đôi. Đấy, sang mùa đông rồi, các bác sử dụng tất nhiều. Đấy. Dệt của nó sẽ là dệt 5D thoáng khí nhá. Đấy, bên trên này thì có chun này, đấy ôm chân rất là tốt luôn. Và tháng quý chống mồ hôi chân, chống nấm mốc rồi chống da mồ hôi chân rất là tốt nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Đấy và có 9.000 một đôi thôi. Đấy, hàng của thương hiệu Nai các bạn này, hàng thương hiệu Nai. Các bác lên cho em là tất 10 nhá, lên cho em là tất 10 này. Đấy,
lên mã giúp cho em đó là tất 10. Đấy, tất 10, giá thì sẽ là 90k trên một vỉ nhá. Có màu đen và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Tất 10, có màu đen và màu trắng, 90.000 một vỉ các bác nhá. 90.000 một vỉ bao gồm là 10 đô cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũ vải này. Mũ vải các bác đội vào mùa đông thì rất là tốt luôn. Đó. Ưu điểm của con này thì các bác có thể đội bình thường như này, và vào mùa đông thì các bác có thể thả cái phần này xuống này thì nó đội nó sẽ ôm vào cái vành tai cho các bác, rất là ngon lành luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là mũ vải nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 80.000 cho con mũ vải như này thôi. Vừa đẹp, vừa thời trang, lại vừa là ôm tai nhá. Ôm tai sử dụng rất là ok luôn nhá, rất là ok luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một con mũ vải như này, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn, và ưu điểm của nó là mùa đông thì các bác đội thì thả cái này xuống nó sẽ che hết cái phần tai cho các bác luôn, còn mùa hè thì các bác lại đội như một cái mũ bình thường. Đó, đây em sẽ đội cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Đấy, các bác đội thì bình thường nó sẽ là một con mũ như này các bác này. Đấy, còn khi các bác cần thì mình lại thả cái phần quai này xuống này. Đấy, đội thì nó sẽ che hết tai luôn. Đó, che hết tai các bác nhìn này. Đấy, cái vành tai nó sẽ che hết như này thì các bác đội rất là ấm luôn, rất ấm các bác nhá. Đó, đội cực kỳ là ấm áp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là mũ vải này. Giá thì con mũ vải như này thôi, giá sẽ là 80k nhá. Lên mã giúp cho em là mũ vải, giá sẽ là 80.000 cho một con mũ vải như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là mũ vải này. Đó. Mũ vải, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một chiếc mũ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái tô vít vạn năng nhá. Đấy, đây là một con tô vít vạn năng như này. Con này thì về nhà nếu các bác muốn dùng chức năng đèn thì các bác đậy cái nắp này lên này, sau đó thì lắp cho em một viên pin con thỏ vào đây là sử dụng được đèn này. Còn ngoài ra không sử dụng đèn thì các bác sử dụng như một con tô vít bình thường. Đó. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con tô vít vạn năng như này. Ở đây thì nó sẽ có các cái đầu vít như này, các bác muốn dùng cái đầu nào thì dùng, nó rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác là 8 cái đầu vít tất cả nhá, 8 đầu vít tất cả. Và đây nó sẽ có cho các bác là một con đầu đa di năng, là nó sẽ có một con đầu nhỏ như này. Đầu nhỏ này thì các bác có thể xoáy ra này. Đấy, nó sẽ là một con vít nhỏ như này, các bác có thể đào đầu được nhá. Nó vít siêu nhỏ luôn, có thể đào đầu để mình sử dụng được. Đấy, tổng của nó sẽ là có là 8 đầu vít nhá. 8 đầu vít thì các bác lên cho em là tô vít, tô vít đèn hoặc là tô vít đa năng nhá. Tô vít đa năng. Đó, tô vít đa năng như này, có đèn luôn. Đó. Đây, công tắc bật ở đây các bác này. Đấy, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đó, tô vít đa năng, giá thì sẽ là 80k cho một con tô vít đa năng như này nhá. Đấy. Lên cho em là tô vít đa năng này. Đó. Tô vít đa năng. Tô vít đa năng, giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. 80k cho một con tô vít đa năng như này. Con này thì rất tiện ích để cho các bác có thể sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày, rất là tiện luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn đuổi muỗi nhá. Đèn đèn bắt muỗi. Đèn bắt muỗi đen. Đấy thì giá sẽ là 120.000. Ở đây thì khi các bác cắm điện vào thì nó sẽ lên cái ánh đèn màu hồng và nó sẽ thu hút con muỗi nó bay vào. Các bác có thể treo hoặc là để dưới nền đất, mình vừa làm đèn ngủ này, vừa là đuổi muỗi luôn. Đây, công tắc tắt bật đây. Đó, và các bác cứ để góc nhà đấy hoặc khu vực nào nhiều muỗi thì các bác để vào cho em. Đó là con muỗi sẽ bị thu hút bởi cái ánh hồng ngoại này và nó sẽ bay vào và nó sẽ bị tiêu diệt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120k. Lên cho em là đèn bắt muỗi đen này, đèn bắt muỗi nhá. Đèn bắt muỗi. Đấy, màu đen, giá sẽ là 120k nhá. 120k cho con đèn bắt muỗi màu đen như này, rất tiện ích để các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hãy
Đấy, vừa rồi thì các bác được trải nghiệm chất âm của con loa chữ G các bác nhé. Bón đây. Đấy, của con loa chữ G cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000 và bao ship cho con loa chữ G như này. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì nó sẽ có tính năng là sạc nhanh cho điện thoại nhá. Nhưng mà khi các bác sạc thì nhớ phải cắm dây sạc cho em. Đấy, tức là nếu muốn sạc cho điện thoại thì đây nó sẽ có tính năng sạc nhanh ở đây. Thì nếu các bác muốn sạc thì cắm cho em cái dây sạc vào thì nó mới sạc nhanh được. Còn bình thường thì các bác chỉ dùng để nghe nhạc được thôi. Đấy, chỉ dùng để nghe nhạc được thôi các bác nhá. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 nhá. 260.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là loa chữ G nhá. Loa chữ G này. Loa chữ G, giá của nó sẽ là 260.000 và bao sim tận nhà cho các bác cho một con loa chữ G như này nhá. Giá sẽ là 260.000, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái siêu phẩm đó là cái vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa gỗ dài nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 270.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa gỗ dài. Con này chiều dài của nó thì vào khoảng là 40 cm, chiều rộng 10, cao 10 và chất âm của nó thì cực kỳ là hay và đằm thắm các bác nhá. Đấy, các bác nghe cái chất âm của nó cực kỳ là chất luôn. Con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là cắm USB này, cắm thẻ nhớ và cắm jack 3.5 và có một chân sạc vào kèm cho các bác một cáp sạc nữa. Đấy, vỏ của nó là vỏ gỗ cực kỳ chất lượng như này. Hàng đẹp, chất âm nha, hay, trong trẻo và mượt mà quá nhá. Đấy, và nó sẽ có hai loa như này rất chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài. Giá nó sẽ là 270.000. Các bác lên cho em là loa gỗ dài, giá sẽ là 270.000 nhá. Lên mã giúp em đó là loa gỗ dài nhá. Đó. Loa gỗ dài này, loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 270.000 nhá. 270.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá. Hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đợt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k.
thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k, đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhé, 750k đó, 750k cho một bộ nồi như này đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship, tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700, còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có 2 con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có 2 con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo là đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con
nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sự nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến là các bác không nhận hàng thì nó rất là mất công. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu mà bác nào lấy dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi tam giác nhé, chổi tam giác. Thì khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là ba chi tiết như này. Một thân chổi này, một thân chổi thì con này các bác có thể xoáy vào đây chưa? Đấy, xoáy vào đây nhá. Đấy, xoáy vào đây để cho nó dài ra, còn khi gửi thì bên em sẽ tháo rời ra. Đấy, và các bác lắp vào cho em. Thì tổng chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 1m3 nhá. Và khi vắt thì các bác cho xà bông vào đây. Cho xà bông vào đây vừa giặt rửa vừa vắt thì nó sẽ rất là mềm và rất dễ vắt hơn rất là nhiều so với việc là mình vắt khô như này. Đấy, kéo này cho em. Đấy, thì khi mà các bác kéo vào thì nó sẽ xoắn vào như này. Xoắn vào này là nó sẽ tự vắt luôn các nhá. Tự vắt luôn. Đấy, các bác kéo này cho em này. Đấy, kéo đều tay như này. Kéo đều tay này nó sẽ vắt vào như này. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là chổi tự vắt. Đấy, con này thì nó sẽ xoay cho các bác là 360 độ được luôn. Xoay 360 độ để đưa hết vào các cái ngóc ngách nhá. Vừa để giặt vừa để vệ sinh rất là tiện ích. Đấy, và các bác có thể là sử dụng rất là vừa vặn cho gia đình nhà mình. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi tự vắt như này. Giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Bên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt nhá. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k. Đấy. Chổi tự vắt này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k một em, 100.000 một em nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm đầy đủ cho bác luôn. Cả dây, cả vòi xịt và cả giá đỡ như này nhá. Dây, vòi xịt, giá đỡ, ốc ác đầy đủ luôn. Hàng thì của thương hiệu Osaka Japan này, Osaka Japan. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi, giới thiệu qua cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên mã giúp em là bộ dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 100k một bộ như này nhá. Dây dài khoảng 1m2 đây. Đấy, cả dây cả vòi xịt luôn, đóng ngắt tự động nhá. Tất cả đều bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn su 304 được các bác này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu hàng của thương hiệu Clear của Thái nhá. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan các bác này. Đấy, Thái Lan đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear này thôi. Lên cho em là dầu gội đầu Clear, giá sẽ là 80k một lọ nhá, 80k một lọ. Dòng này thì nam nữ đều dùng được hết nhá, nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Giá sẽ là 80.000, 80.000 cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Đấy, nó sẽ là một con dòng ô cực kỳ là tiện ích như này. Đấy, khi các bác giả ra thì mình có cái nút bấm ở đây nhá. Khi giả ra giả vào thì đều phải sử dụng nút bấm hết nhá. Đấy, đây con. Đấy. Khi giả ra thì nó sẽ là một cái dòng ô như này. Đường kính của nó là khoảng 1 mét nhá. Vải của nó thì thuộc cái dòng là vải nước đổ đầu vịt, cho nên khi bác sử dụng thì nó sẽ rất là nhanh khô và nó sẽ trơn đi luôn. Khi cho xuống thì các bác bắt buộc phải bấm như này nó mới xuống nhá. Chứ còn bình thường nếu các bác dùng mà các bác không bấm là nó không xuống đâu. Đó, mình chỉ cần bấm nó tụt xuống là mình đẩy vào thôi, còn khi mở ra thì bấm này này. Đấy, mở này thì sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác ấn cái này cho em. Đấy, tức là cho ra cho vào đều phải ấn hết nhá. Đấy, còn nếu các bác sử dụng mà không cho ra cho vào mà không ấn là không được đâu. Đó, và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, một cái con ô Nhật tự động như này. Giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, con này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó rất là tiện ích. Ví dụ như là các bác dùng để mình trên ô tô này hoặc đi xe đi cộ này mà các bác muốn cho lên thì cần chỉ bấm phát là nó lên thôi. Bấm một tay là nó đã bật lên rồi. Bình thường thì các bác dùng là phải mất hai tay để đẩy lên thì nó rất là mất công, nhưng mà con này thì rất là tiện. Vải của nó thì vải nước đổ đầu vịt này, màu thì rất là sạch sẽ và đẹp. Nan thì thuộc dòng là nan kép nhá, nan kép cực kỳ bền bỉ và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhá, ô Nhật tự động. Giá sẽ là 80k, ô dù Nhật 80k trong cái ô dù Nhật thế này, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì các bác chuyên để dùng vệ sinh giày dép đều ok hết này. Đấy, vệ sinh giày dép hoặc là bàn đồ kính đồ kia các bác lau cho em rất là sạch luôn. Đó, thì các bác chuyên dùng để lau giày rồi là ok. Còn ngoài ra các bác có thể dùng để lau những cái thứ khác cũng được. Đó, giá thì sẽ là
20k trên bịch như này, và mua 3 bịch sẽ là 50.000. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Các bác dùng để mình vệ sinh, lau giày, lau dép, một bịch thì của nó là 30 chiếc. Đấy, thì thoảng các bác lại lau đi cho em, đi hoặc đi đâu ra ngoài về mình lau đi. Rất là sạch sẽ, các bác không cần phải giặt. Giặt thì nó rất là nhanh hỏng giày nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp kem như này. Một hộp kem, một bàn cạo, một hộp kem, một bàn cạo, và có cho các bác là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là lưỡi kép như này, thì các bác có thể dùng để mình lắp vào cái bàn cạo này, có sẵn bàn cạo cho các bác luôn, và một cái hộp kem như này để các bác bôi cho nó khỏi rát nhá. Đó, để mình cạo cho nó trơn và bôi cho khỏi rát. Thì combo cho bác cả lưỡi bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo 30 lưỡi và một cái lọ kem như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000 thôi. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trong cái bộ lưỡi kem như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp ga mini. Thì đây nó sẽ là một con bếp mini như này, rất là nhỏ gọn. Thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đấy. Đi học, đi làm, đi chơi, đi công tác, đi du lịch, đi phượt đều được hết nhá. Hàng của Nhật rất chất lượng các bạn. Chỉ cần mở ra như này thôi. Đó, đây là cái miệng bên trên này. Các bác có thể là dùng đánh lửa tự động lắp vào các cái bình ga Việt Nam mình đều phù hợp hết. Phù hợp hết nhá. Các phần kết nối đều bằng đồng như này. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này, các bác mở chân ra cho em. Thì nó cực kỳ là vững chãi luôn. Đấy, nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bếp ga mini này. Thì con này dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác dùng thì rất là tiện ích luôn, để mình đi du lịch này, đi học, đi làm, hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mà muốn tranh thủ được con cá đưa lên mình hấp thì mình chỉ cần mang cái song đi thôi là có luôn. Đấy, đây, như này rất là tiện này. Bếp ga mini, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại một sim, hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đấy. Thì combo đầy đủ cho bác luôn, một điện thoại như này, kèm một pin và một củ sạc nữa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con điện thoại như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000 nhá. Đấy, một củ sạc này, một điện thoại và một pin luôn. Đó, một củ sạc, một điện thoại, một pin như này. Đấy, combo cho các bác luôn đầy đủ. Mới tinh, nguyên đai nguyên kiện nhá. Hàng của thương hiệu Nokia đây. Đấy, hàng Nokia, nguyên đai nguyên kiện như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Giá rất hợp lý luôn các bác. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá. Một pin, một củ sạc và một điện thoại như này. Đấy, combo cho bác luôn. Đầy đủ, hàng nguyên đai nguyên kiện. Đấy, còn nguyên trong bao bì như này nhá. Nokia này. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim. Điện thoại một sim giá sẽ là 150k thôi. 150.000. Đấy, chả đi đâu mà các bác ra cửa hàng mà đòi mua được cái điện thoại Nokia 150.000 như này cả. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips nhá. Hàng thương hiệu Philips. Đấy, công suất của nó là 3.000W. Đấy, có lô thì là 2.800, có lô thì 3.000W. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con máy sấy tóc này thôi. Con này thì bên em bán cả 1.000 con rồi. Đấy, hàng thì dây khá là dài luôn nhá. Dây cũng khá là dài luôn. Các bác dùng để mình sấy tóc rất là ok. Hàng của thương hiệu Philips, sử dụng điện 220V. Và giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành. Lên cho em là sấy tóc nhá. Sấy tóc này. Đó, sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130k. Điện 220V. Và công suất của nó là 3.000W nhá. 3.000W, điện 220V. Lên cho em là máy sấy tóc Philips rồi, ok. Hello, vâng, lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó, thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu, con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì
cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá, đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi, sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em. Đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này. Sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy. Sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này, bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá. 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ ở đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này. Đấy, cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này. 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá. Kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó. Và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này. À, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí đề co ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là... Đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp các nhá, có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này.
và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy, nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn, rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên nháy xuống này, nháy ra nháy vào này, xoay đảo chiều rồi nháy gần nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này, rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con led ngọc nhá. Đây, con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá, cho xuống nước thoải mái luôn. Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó, thì các bác lên cho em là led ngọc nhá. Led ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá. 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này. Và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhức rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn, có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây, con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này, rồi nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mãi hàng nào thì có thể liên hệ nhá. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Rất là hoan hỉ các bác nhá. Đó. Giá cả hợp lý và bán cho các bác cũng chương trình rất là tốt luôn. Chỉ có từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy xay khô nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng máy cực kỳ là hiện đại luôn. Đó, các bác có thể dùng để xay ngũ cốc này, xay các loại hạt, xay cà phê, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và con này các bác chỉ dùng khô được thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đó, đây, cái hàng sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, sử dụng điện 220V thì công suất của nó là 250W, dòng 50Hz, các bác có thể dùng để xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô, giá sẽ là 120.000. Máy xay khô này, giá sẽ là 120k một chiếc nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì con này thì cái công tắc đóng ngắt nó sẽ ở đây này. Để các bác đậy nắp vào, sau đó thì mình nhấp vào đây là máy sẽ chạy này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này. Đấy, American. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn.
Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ly như này, một cái ly như này. Bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện này, bên trong inox 304. Dung tích của nó sẽ là 600ml. Một ngày các bác cứ uống cho em khoảng từ 3 đến 4 ly này là xong. Đây, 600ml các bác này. Một ngày thì các bác cứ uống cho em khoảng 3 đến 4 ly này là ok. Ở đây thì nó sẽ có nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng và có nắp đậy như này. Các bác có thể mang đi học đi làm cũng đều ok hết. Hoặc nếu bình thường nếu các bác không muốn dùng cái phần nắp này thì các bác mở ra mình làm một cái cốc uống trực tiếp như này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút bằng inox rất là vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, lên cho em là ly giữ nhiệt giá sẽ là 70 à. Các lên cho em là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một cái ly giữ nhiệt như này, 70.000 cho một cái ly giữ nhiệt như này các bác nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Một con ly giữ nhiệt đẹp, chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Tiếp theo thì bên shop lên cho các bác cái bảng tự xóa nhá. Có lên theo là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một cái bảng như này. Đấy, và kèm cho các bác một cái bút như này luôn, một cái bút như này. Đó, về nhà thì các bác mở cho em cái phần khóa bên này ra. Đây nó sẽ có cái lấy khóa, các bác mở cái khóa này ra cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể tha hồ viết lách cho trẻ em, viết lách tô vẽ đầy đủ các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, không dùng nữa thì mình lại ấn cái nút xóa này sẽ xóa đi này. Các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá, shop Phạm Huấn là hàng Nhật bãi này. Đó. Cái này thì các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k cho một con bảng tô như này thôi. 50.000 cho một con bảng tô như này, rất tiện luôn. Đó, các bác có thể sử dụng để mình cho các em nó tô vẽ này, hoặc các bác làm bên kỹ sư này, bên thiết kế này. Đấy, các bác có thể là và vạch các cái ý tưởng ở đây, sau đó thì mình không dùng nữa mình lại xóa đi, nó cũng rất là tiện ích. Lên mã giúp em là bảng tô nhá, giá sẽ là 50k cho cái bảng tô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là ấm mặt trời nhá. Đấy, nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này. Lên mã cho em là ấm mặt trời, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay gấp như này này. Đấy, một cái hũ đựng trà này, một hũ đựng trà như này nhá. Tiếp theo là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này nhé. Không quá to, không quá nhỏ các bác. Pha trà thì từ 3 đến 5 người uống cũng ok. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén nhá. Đất thì nó sẽ là dòng đất nung của Nhật nhá. Đấy, một cái khay như này, một khay bằng nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng tre này. Đấy, khay bằng tre này để các bác úp cốc úp chén lên này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và một cái hũ pha chè như này, kèm một cái khay gấp như này. Đó, chọn bộ sản phẩm như này. Bao gồm cho các bác là 6 chén này, một hũ đựng chè này. Hũ này các bác pha vào cái chuyên này thì được khoảng 4-5 chuyên nhá. Đó. Thì các bác hết các bác lại cho vào cho em. Và thêm cho các bác là một cái khăn như này nữa, một khăn lau như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Và đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá của nó sẽ là 140.000, ấm mặt trời này. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có hơn 100 cành cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Rất là đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, có sẵn pin bên trong rồi và có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, có kèm cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm sạc vào và có một cái hộp bút đây, có hộp bút thì về nhà các bác đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em. Đấy, hộp bút này thì nó vừa đặt vào đây, nó vừa là giữ cho cái này nó vừa chắc chắn này, và nó cũng là để các bác đựng bút sách luôn. Đấy, cho bút vào đây cho em, rất là tiện này. Bật lên này các bác này. Đấy, có cái công tắc ở đằng sau đây. Đấy, các bác chỉ cần nhấn lên này cho em là xong. Đó, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận nhá. Con này nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là ok thôi. Đó, con này nó để lâu nó hết pin các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, thì combo sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả cáp sạc luôn. Đây, để em thử con khác xem. Cả đèn cả cáp sạc luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành cho một cái đèn này thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Cái này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó sẽ hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây các bác này. Đấy, cũng khá là sáng luôn. Có ánh sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đó. Đây. Đấy, sáng mạnh sáng yếu đầy đủ cho các bác luôn. Và nó có nút cảm biến đây, các bác chỉ cần chạm tay này nó sẽ lên này. Đấy, rất là hiện đại và tiện ích nhá. Đấy. Thì con này công suất của nó là 10W nhá. Công suất của nó là 10W và giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, con này công suất là 10W. Các bác có thể dùng để làm đèn học này, đèn ngủ này. Đấy, hoặc là decor trang trí cũng rất là ok, nói chung là cho vào đâu cũng được, cũng rất là hợp lý thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là cho con này ra cắm sạc. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn học nhá. Đèn học này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy, 100.000 thôi. Công suất của nó là đây. Đấy,
10W này, sử dụng điện của nó là cắm sạc nhá, cắm sạc rất là ok luôn. Giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một con dòng dao thái như này và nó sẽ có cho các bác là một cái lỗ đây các bạn này. Đấy, lỗ này để các bác treo. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy. Giá của nó sẽ là 120 con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? Đây, dao thì rất là bén luôn con này. Đấy, dao rất là bén luôn con nhá. Đấy. Con này thì con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? 125.000 con nhá, 125.000. Dao thì siêu bén luôn các bạn. Đây, rất bén luôn con này. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn. Hàng của Nhật đây, made in Japan con nhá. Đó. Con này thì các bác dùng thái và băm nhẹ, băm thịt, băm thiếc, băm thịt nạc, băm nhẹ rất là ok. Đó, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cán liền thân như này. Dao thì phải nói là rất là bén rồi con này. Đấy, rất là bén rồi. Đó, giá sẽ là 125k cho con dao thái lỗ như này. Đấy, lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ, giá sẽ là 125.000. Đấy, dao thái lỗ này. Dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. 125k cho con dao thái lỗ như này. Con này thì khá là vừa xinh và tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là mini nhá. Bàn là mini thì đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này. Đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Đấy, con này thì có điều chỉnh tăng giảm áp này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi như này. Một cái tay cầm thì nó để đựng nước vào đây luôn. Các bác cho nước vào đây cho em. Đấy, cái đầu này để các bác tháo ra này, cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, và khi sử dụng thì các bác nhấp cái lẫy này là nước nó sẽ xịt ra đây này. Đấy, mâm của nó là mâm gang khá dày dẫn luôn. Và độ nóng rất là nhanh và có điều chỉnh luôn. Và có thể cho xuống như này. Cho xuống như này thì các bác có thể gấp gọn để mình mang đi du lịch, đi công tác cũng rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135.000. Đó, bàn là mini này. Bàn là hơi nước nhá, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng tròn nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cặp lồng tròn. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một con cặp lồng như này và có 2 tầng nhá, có 2 tầng. Đấy, thì mỗi tầng của nó sẽ là một cái bát luôn, một cái bát như này. Đấy, khi tháo rời ra nó sẽ là một cái bát như này. Nó sẽ là bằng một con bát inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok. Hoặc mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, khi các bác cho vào thì mình chỉ cần trồng cái này, sau đó thì sập lẫy vào cho em là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và trên này thì nó có giong luôn nhá. Các bác có thể đựng canh, đựng rượu thoải mái. Đấy, bên dưới thì mình đựng cơm, đựng thực phẩm, thức ăn. Bên trên thì mình đựng canh. Và đây nó sẽ có cái nắp để mình xả hơi này. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Cặp lồng tròn. Đấy, cặp lồng tròn giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45k cái cặp lồng tròn như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình mang cơm đi học, đi chơi, đi làm. Hoặc là các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Để bỏ tủ lạnh mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, hàng bằng inox 304. Giá thì chỉ có 45k cái cặp lồng tròn như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá. Bình tưới cây thì các bác lên cho em là hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây thì nó sẽ làm con hồ lô như này. Các bác dùng để mình tưới cây. Thì bên em còn một ít cái dòng của Việt Nam, Hàn Quốc nữa. Dòng Việt Nam, Hàn Quốc này thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 80.000 thôi. 80.000 cho con Việt Nam, Hàn Quốc như này. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đấy, con hàng của Nhật này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hai hàng thì đều như nhau nhưng một hàng là liên danh. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên danh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 80.000. Bán thanh lý nốt cho các bác xả lỗ luôn. Còn con này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, tất cả đều là có điều chỉnh full này. Rồi có cả van xả hơi này, van xả hơi rồi có lẫy khóa này. Đấy, nói chung là rất là ngon lành luôn. Lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. Cái con của Việt Nam này thì thanh lý nốt cho bác giá 80k một chiếc. Còn con của Hàn Quốc này thì bên shop cũng vẫn đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hồ lô tưới cây. Đó, hồ lô tưới cây. Lên cho em là hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Đấy, con của Nhật là 120k nhá. Còn con của Hàn Quốc là thanh lý nốt cho bác với giá là 80.000. Đó. Thì em chỉ còn 3-4 con của Việt Nam này thôi, thanh lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, nó sẽ là một con tô vít đen như này. Đấy, và kèm cho các bác là
một con tô vít này và 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau, 6 cây vít 12 đầu khác nhau. Các bác chỉ cần lắp vào này cho là xong này. Đấy. Thì các bác dùng xoáy này. Xoáy trợ lực rất là tốt luôn. Đó, xoáy thì trợ lực rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực. Một con tô vít đen trợ lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy thì các bác sẽ có cho các bác là 12 đầu vít nhá, 6 cây nhưng mà mỗi cây nó là một đầu cho nên là các bác có hẳn là 12 đầu vít nhá. 12 đầu vít kèm thêm cho các bác là các cái đầu để các bác xoáy các cái chi tiết khó cũng rất là ok luôn. Đấy, 12 đầu vít như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét quá. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét quá nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ion các nhá, pin li-ion như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Đó. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào thôi nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy, lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này.
Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra xem nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Thịt rửa xe quá này. Thịt rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Thịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay xem cái đầu vòi này vào này. Thay xem cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó, thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký, thì bên em bán theo cân nhé. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12-13 chiếc nhé. Từ 7, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá. Tùy theo số lượng. Và tùy theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhá. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy, một cân của nó này. To nhỏ lớn bé này. Có to có nhỏ này. Có lớn có bé. Có... dẹt có ba khe cho các bác nhé, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác, có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây, những cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa xinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá, vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này. Vít cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên một cân nhá. 110k trên 1 kg. Đó, trên 1 kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5 kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này.
thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho ba chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000, còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Hello anh em nhá. Đó thì hôm nay bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con quạt sưởi hàng của thương hiệu Fuji của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 500.000 cho con quạt sưởi hàng của Fuji như này. Đấy, em đang bật cho các bác xem này. Đấy. Thì đây em đang để cái mức độ của nó là công suất của nó là 1200 nhá, 1200. Đó. Thì nó sẽ có 3 nấc. Đấy, đầu tiên là nấc 400 này. Đấy, nó sẽ có nấc 400 thì nó sẽ lên nguyên một cái đèn ở giữa thôi. Đó, nguyên lên một cái đèn ở giữa nhá. Tiếp theo là nấc 800 thì nó sẽ lên hai đèn. Đấy, nấc 800 là sẽ là hai đèn nhá, đèn trên đèn dưới này. Đấy, và nấc 1200 thì nó sẽ là lên cho các bác là tổng cho các bác sẽ là 3 đèn nhá, 3 đèn. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là chế độ xoay 90 độ nhá. Đây, xoay 90 độ tức là nó có thể xoay vòng tròn được. Đấy, nó có chức năng xoay vòng tròn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng rất là tiện ích và cực kỳ là ấm áp luôn. Đấy, thì con này nó khá là cao luôn nhá, khá cao luôn, và cái độ tỏa nhiệt của nó rất là rộng. Chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi đây 2 này, 4 này, 6 này, chiều cao khoảng là 70 phân nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fuji này. Đấy, Fuji Bova, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, máy sưởi này. Đây, thông số của nó đây các bác nhá, thông số đây. Đấy. Lắp ráp tại Việt Nam nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất là hợp lý cho các bác rồi. Đó. Đây, đấy. Thiết kế của nó sẽ là xoay 90 độ cho các bác luôn nhá, xoay 90 độ luôn. Đó, và rất là nóng luôn nhá. Con này thì siêu nóng luôn. Đó, và giá rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai cái lẫy như này. Thì các bác có thể để một bên là theo kiểu là các bác có thể để sang bên xoáy sang bên tay trái này, tức là cái bên có mũi tên này thì nó sẽ xoay 90 độ nhá. Đấy, còn nếu các bác để một bên thì nó sẽ không xoay. Đó, để sang bên phải thì cho công tắc sang bên phải thì nó sẽ không xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh bên nào thì chỉnh. Đây, sang cái bên này này, cái bên có cái mũi tên này là nó sẽ điều chỉnh xoay 90 độ này. Còn sang cái bên không có mũi tên này thì là nó sẽ đứng yên. Đấy, thì về không như này là sẽ là về không này là sẽ là tắt này. Đấy, và xoáy sang bên tay phải này thì sẽ là đứng yên này. Và xoáy sang bên tay trái này thì là nó sẽ là xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh xoay cũng được mà chỉnh đứng yên cũng được. Đó. Con này thì siêu nóng nhanh luôn. Hàng của Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đặc biệt là miền Bắc đang vào mùa đông rất là lạnh giá như này thì các bác dùng cho em con này rất là ok luôn nhá. Đấy. Hàng cực kỳ cao cấp và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy sưởi Fuji. Giá của nó sẽ là 490.000 nhá. 490k cho con máy sưởi Fuji như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là
một thân máy này, một thân máy này, đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này, đó, một quả pin như này các bác này. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này, đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết, đó. Đây, lắp đầu vòi như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhé. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này, một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này, các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này, xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em đó. Và cái này mình đẩy lên nhá, đẩy lên như này, mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này, đó, xoáy vào này cho em. Đó, ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá, sập ở đây cho em này. Đó, Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá, có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi, đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn, đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác theo. Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn. Đó. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em một cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây xuống ao. Đấy, mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các theo. Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây, xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó thì
em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhà hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn các nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến một con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy,
đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng các bác luôn. Giá thì chưa có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác, đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng coi nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đây. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo là đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó.